Hello, mến chào các anh chị. Thì thế mà cũng nói mình nói nhỏ. Here too. Ok rồi. Nhỏ xíu hả? Anh chị nghe tụi mình nói không? Anh chị nghe tụi mình nói không? Hử? Hơi nhỏ hả? Ok, let's see. Bây giờ lớn chưa? Bây giờ lớn chưa? Giờ lớn rồi phải không? Trung bình hả? Để check một chỗ nữa nha. Giờ lớn dữ rồi phải không? Bây giờ lớn dữ rồi phải không? Vẫn nhỏ hả? Vẫn thế hả? Chắc ngậm cái microphone vô miệng quá à. Less voice. Vẫn chưa lớn còn bé à. Còn bé nhưng mà đi chùa Hương được rồi đó. Ok các anh chị. Bây giờ lớn rồi đó nha. Right. Phải không? Hả? Bây giờ lớn rồi đó nha. Angry Tiger nói lớn là lớn. Ok, let's hôm nay mình làm bài tập tiếp tục nha các anh chị, về cá thì luôn. Ok, me open my text first. Let me see. Right here. Ok, mình review lại cái bài how do we use the 2 and 4 thì phải. Yeah, 2 and 4. Các anh chị có biết ai chưa biết khi nào dùng chữ 2 and khi nào dùng chữ 4 không? Ai chưa biết đánh số 1 lên. Please. Đánh số 1 đi. Để mình coi bao nhiêu người chưa biết. Ví dụ mình nói cho tôi quyển, tôi cho cô ta, tôi cho quyển sách cho cô ta thì dùng chữ to hay chữ for? I give the book to her hay là for her? To her, phải không? To her, right? Tại sao lại là to? Yeah, là tại vì nó trực tiếp, phải có cái người đứng trước mặt nhận cái hành động đó. Giờ lần cuối nha, mình sẽ làm cái bài tập này, ok? This is the last time we want to do this kind of exercise, ok? Okay, so put I give you this one and tell me what the best choice. Two or four. Let me bring up the big one. Okay, this one. Miss Sprouse is explaining the lesson to her for the student. I have low voice. Lớn rồi mà. I want to. Ok, cái này 2 hay 4?
cô Brown đó thì đang cắt nghĩa hay là đang giải thích cái bài học cho học sinh phụ. Khi mà các anh chị cắt nghĩa cái gì cho ai hay là giải thích cái gì cho ai, có cần cái người đó đứng trước mặt để mình giải thích hay không? Hả? Có cần không? Hả? Answer me, Anna, Tyler and Kevin. Có không? Không cần hả? Không chơi online nha. Không chơi online, không chơi qua phone. Mình phải chơi thực tế ngoài đời luôn. Cần không? Cần. Phải không? Cần. Even online cũng phải có người ngồi bên kia chứ. Right? Không, nếu không có ai ngồi bên kia, không lẽ Tiểu My cắt nghĩa cho cái monitor? Hả? Ta tưởng Tiểu My điên á. Thấy? Tưởng Tiểu My điên á. Đúng không, Angry Tiger? Đồng ý không nào? Thành ra, khi nào mà có người đứng trước mặt đấy, những cái hành động đó, thì mình sẽ dùng chữ to. Khi nào trực tiếp á, thì mình sẽ dùng chữ to. Okay? So trường hợp này mình sẽ dùng chữ to, not for. Miss Brown is explaining the lesson to the student. Okay? Các anh chị làm hết cái bài tập này thì các anh chị sẽ biết khi nào dùng to and khi nào dùng for. Okay, next one. The policeman is giving a ticket to hay là for that woman. To, phải không? Khi mà mình cho ai một cái món đồ, có nghĩa là mình cầm cái gì trên tay mình cho cái người nào đó, thì bắt buộc người đó phải đứng trước mặt mình mới cho được, phải không? Right? Nếu không thì mình cho vô cái vách tường hay sao, phải không? Hay là mình cho vô không khí hay sao, phải không? Thành ra mình sẽ dùng chữ to. Right? Good. Rồi. Chỉ cần hai câu như vậy là các anh chị biết khi nào dùng to, khi nào dùng for rồi, right? Ok, câu này nha. Let's move to this one. Be carefully with this one, okay? My wife wears her new dress to hay là for the party. Không được hiểu theo tiếng Việt nha các anh chị. Không được hiểu theo tiếng Việt rồi mình dịch ra tiếng Anh, okay? For. Okay. Vợ của tôi á thì mặc cái áo mới cho cái buổi tiệc, phải không? Right? Nếu mà dùng chữ for ở đây đó, for có nghĩa là mình làm một cái sự việc gì đó, mình làm một cái favorite gì đó cho ai đó. Right? Cái buổi tiệc á, nó đâu phải người ta đâu. Phải không? Thành ra cái con vợ của mình mà nó mặc áo cũ, áo rách gì, cái buổi tiệc nó cũng trơ trơ đó, nó không có care. Đồng ý không nào? Phải không? Đâu care đâu. Mà muốn mặc áo gì nó mặc, nó đâu có cái mind mà nó nhận xét là nó bằng lòng hay không bằng lòng đâu, phải không? Anh em mình không có nói for cái buổi tiệc được. Mình phải hiểu, nếu mà hiểu theo tiếng Việt mình phải hiểu như gì nè. Okay. She wear a new dress, new dress to go to the party. Để đi dự cái buổi tiệc. Đồng ý không nào? Phải không? Để đi dự cái buổi tiệc. So ở đây, chữ to ở đây mean to go to the party. Okay? Not for the party. For the party có nghĩa là mình dịch theo, mình hiểu theo tiếng Việt. Cho cái buổi tiệc. Cho cái buổi tiệc là gì? Cho cái buổi tiệc có nghĩa là để đi dự cái buổi tiệc. Phải không các anh chị? Right? Thành ra đây sẽ là chữ to nha, chứ không phải là chữ for. Đồng ý không nào? Nói chừng nào tâm phục khẩu phục thôi á. Đồng ý không nào?
Thành ra không cần biết tiếng Việt, mình hiểu cách nào không cần biết theo theo như các anh chị cắt nghĩa theo tiếng Việt. Nhưng mà mình người Mỹ họ nói như vậy á, okay? Họ không nói là for the party mà họ nói là to the party, thì mình phải hiểu là to go to the party, okay? Mình đừng có hiểu theo tiếng Việt là mình nói nó sai, không phải, okay? That's the way people talk. My wife wears her new dress to the party. Chịu không nào? Hả? Đồng ý không nào? Answer me please. Say yes đi. Yes. Okay. Okay, next one. Anh chị đừng có hiểu theo tiếng Việt rồi bắt buộc tiếng Mỹ phải phải hiểu như vậy. No. Okay. Chưa hiểu hả? Cái này có nghĩa là người Mỹ họ hiểu như gì? Họ hiểu là vợ của tôi á, thì mặc cái áo mới để đi dự cái buổi tiệc, to go to the party, chứ không phải là for the party. Khi mà thí dụ mình nói là I buy a book for her, tôi mua cái quyển sách đó for, đây là để làm vui lòng cô ta, khái như vậy. For là mình do someone a favor, nghĩa là mình làm cho ai một cái điều gì đó, và đi đi đến cái buổi tiệc á, mình cái favorite dành sao các anh chị? Ví dụ mình hỏi could you do me a favorite là gì? Là bạn có thể giúp tôi hay không, hay là bạn có thể làm cho tôi một cái điều mà tôi hài lòng hay không, đại khái như vậy. Okay. Rồi, next one. Câu này cũng cũng vậy luôn nha. Câu này cũng vậy. Tom and Fred bring a guitar and an accordion to hay là for the party. To or for the party. Yeah, dĩ nhiên là for rồi. Okay. I'm sorry, dĩ nhiên là two rồi. Nghĩa là Tom với Fred nó đem cái đàn guitar and cái accordion để đi dự cái buổi tiệc, để đi tới cái buổi tiệc. Ok. Thấy như vậy, thành ra đây cũng là two luôn. Tại vì nó muốn bring cái gì, nó bring cái buổi tiệc, nó đâu có hài lòng hay là nó không hài lòng gì đâu, phải không? Right. Ok, next one. For nó có hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất đó là làm vui lòng ai cái gì đó, và nghĩa thứ hai là một cái lý do gì đó. Giống như cái câu này nè. Fred pays very much to or for the camera. Fred nó trả nhiều tiền quá đi cho cái máy chụp hình. Ok. Yeah, ở đây là chữ for phải không? Chữ for. Tại vì đâu có trả trực tiếp cho cái máy đâu, chữ to đây là trực tiếp phải không? Trả trực tiếp cho ai mà, chứ đâu phải cho cái máy đâu, right? Thành ra for đây là cái lý do đó. Cái máy nó rẻ mà Fred nó trả nhiều quá đi. Okay. Thì ở đây nó không phải là chữ to, không có trực tiếp được. Các anh chị cứ nhớ chữ to là phải có người đứng trước mặt nhận cái hành động đó. Ở đây nó đâu có người ta ở phía sau đâu, nó chỉ là cái máy thôi. Rất là dễ phải không? Dễ hiểu cái phải không các anh chị? Ok, next one. Cái này the same thing nha, không được sai nha. Yeah, nếu mà pay thì là two. Very good, Kevin Mai. Miss Nguyễn invites all of her friends to hay là for her party. To
two, phải không? Two. Tại sao phải là four? Cô Nguyễn đó, cổ mời hết bạn của cổ để đi tới dự cái buổi tiệc. Các anh chị phải hiểu như vậy. Ok, cái câu này người Mỹ họ hiểu như vậy. To go to the party, nghĩa là to attend to the party, to attend the party. Ok, chị phải hiểu ngầm nó như vậy. Thành ra đây cũng là to luôn. Tại vì to cái party, cái buổi tiệc nó đâu có phải là người ta đâu, phải không các anh chị? Right. Ở đây là phải, mình phải hiểu giống như cái câu ở trên trên. Ok, let's sorry các anh chị. Getting cold in the morning then. So đây chỉ là sẽ là two nha. Nó trời lạnh nó đi không, sáng sớm là nó cũng còn lạnh. Hiện bây giờ là khoảng khoảng ba mấy độ. 30 some Celsius. Okay, next one. Các anh chị nhớ cái chữ for đó không không bao giờ dùng cho đồ vật hay sự vật, sự việc, chỉ dùng cho người ta thôi. Ví dụ mình nói for her chứ không phải for the table, for the party. Okay, this one. The messenger will deliver the packet to or for your house. Cái người mà đưa, cái người mà gửi hàng á thì sẽ, yeah, very good. Các anh chị, nhà nào đó phải không? Bắt buộc phải có cái nhà nào đó, phải biết cái địa chỉ nào đó, đưa trực tiếp tới cái địa chỉ đó, phải không? Các anh chị, các anh chị phải hiểu như vậy. Anh ra đây là chữ to. Mình không có được hiểu theo tiếng Việt là cái người mà đưa hàng đó sẽ gửi cái hàng cho cái nhà của tôi. No. Okay, next one. Kevin, Kevin my. Khi mà mình đưa deliver cũng giống như là mình hand it hay là mình give it. Có nghĩa là mình đưa cái gì cho ai đó, phải không? Mình đưa cái gì cho ai đó thì bắt buộc phải có cái người đó đứng trước mặt mình mới đưa được, phải không? Thành ra cái dầu cho đưa cái một món đồ thì cũng phải biết cái món đồ đó đưa lại đâu, đưa lại cái nhà nào, phải không? Thành ra mình phải biết trước cái nhà đó. Đồng ý không nào? Thành ra mình đưa trực tiếp tới cái địa chỉ đó. Okay, đưa trực tiếp tới cái địa chỉ đó. Thành ra cũng là trực tiếp, right? No. I can't show my webcam to anyone in net. I'm going to ask Mr. Wilson to for his advice in this matter. Tại sao đây là for? Tại sao đây là for? Các anh chị phải biết cách nghĩa mới được. Tại sao? Because the verb phrase. Cái động từ to ask phải là ask for. Okay. Mình request hay mình ask for something. Đây là một cái thành ngữ, một cái mình gọi là một cái verb phrase. Ask thì phải là ask for. Các anh chị có học cái thành ngữ này chưa? Mình gọi là cái verb phrase này chưa? Có nghĩa là mình hỏi ai cái điều gì đó. He asked for the raise.
là gì? Là gì? Là ông ta đòi hỏi một cái sự tăng lương, phải không? Phải không? Yeah, ask for. Okay. Tôi sẽ hỏi ông Wilson một cái lời khuyên cho cái trong cái vấn đề này, right? Okay, thành ra đây phải là chữ for. Ok, next one. Đừng có hiểu theo tiếng Việt lúc nào cũng là cho rồi mình dịch qua tiếng Mỹ là for. Ok, next one. Tom's friend finished all of the work to for him. Bạn của Tom nó xong tất cả những cái công việc cho Tom, cho Tom. Yes. Ở đây tại sao là for? For đúng rồi đó. Ok, for đúng. Tại sao là for các anh chị? Hả? Biết phải biết trả lời. Yeah, đây là Tom nó làm cái favorite. I mean, bạn của Tom nó làm cái favorite cho Tom thôi. Right? Làm xong rồi đâu có cần gì, cần Tom nó đứng trước mặt đặng đưa cái công việc đó đâu, phải không? Yeah. Favor. Ok, thành ra không có cần phải đứng trước mặt đặng thấy cái công việc đó vô mặt. Chỉ nói là làm xong thôi, phải không? Làm một cái điều gì đó cho Tom nó vui, là khá như vậy, cho Tom nó hài lòng. So đây sẽ là for. Không có cần Tom nó đứng trước mặt, phải không? Để nhận cái công việc làm xong. Nên phải hiểu vậy, rất là dễ các anh chị. Chỉ nhớ là có cần cái người nào hay cái gì đó ở trước mặt để nhận cái hành động đó hay không. Bill gave the box to a four grandfather. Yeah, động từ to give. Give có nghĩa là cầm cái gì đó đưa cho ai, phải không? Thành ra phải có người đứng trước mặt để nhận trực tiếp. Không được hiểu theo tiếng Việt là đưa cái đó cho tôi hay là cho ba của cậu ta hay là cho ông nội của cậu ta, rồi mình dịch ra tiếng Mỹ là for. Okay. Rồi, next one. My brother is going to leave some money to or for my uncle tonight. Tại sao là to ở đây? Tại sao là to ở đây? Leave có nghĩa là để cái gì đó, để lợi cái gì đó. Có cần cái người đó đứng trước mặt để nhận cái tiền không? Hả? Chỉ mới để trên bàn đó thôi, phải không? Không, 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 phải không? Em có nghĩa là không, phải không? Đồng ý không các anh chị? Phải không? Mới để trên bàn đó thôi, hay là để trong phòng của uncle thôi. Đấy. Nhiều khi uncle đâu có ở đó đâu. Để nhận cái tiền đó, mới để đó thôi. Ok. Right, thành ra đây phải là for. Leave something for someone, right? Để thôi. Rồi, các anh chị đồng ý rồi phải không? Thành ra đây sẽ là for. Ok, next one. My friend John lent $17 to or for his nephew on Friday night. Lend có nghĩa là cho mượn, thấy không? Cho mượn.
Lend có nghĩa là cho mượn là đưa ra. Borrow có mượn nghĩa là mượn là lấy vô. Ok. Lend là cho mượn đưa ra. Borrow là mượn lấy vô. Thành ra khi mà mình cho ai mượn cái gì đó, có cần cái người đó đứng trước mặt để nhận cái món đồ đó hay làm nhận cái số tiền đó hay không? Hả? Cần không các anh chị? Các anh chị phải biết trả lời có cần cái người đó đứng trước mặt hay không là biết liền. Ok, cái này là mình cái cách dùng to for là một cái hành động trực tiếp nha các anh chị, không chơi online, không chơi gì này kia hết trơn. Ok, cần lên ở đây là you have something to give to someone, nghĩa là mình cầm cái gì trên tay mình mới gọi là lend. Ok, mặc dầu thí dụ như là mình nói I'm going to lend you $50, tôi cho bạn mượn 50 đồng, nhưng mà bạn phải đứng trước mặt tôi mới lend cho bạn được, chứ tôi không có thể nói cái miệng được. Cái chị đồng ý không? Khi mà dầu cho mình nói oh I'm going to lend you $50 tomorrow, tôi sẽ cho bạn mượn 50 đồng, nhưng mà ngày mai bạn phải đứng trước mặt của tôi mới lend cho bạn được. Thế chị hiểu hiểu cái này không? Không, không được gửi qua. Đã nói chơi trực tiếp mà, cái này là một cái hành động trực tiếp. Ok, dùng chữ to là phải trực tiếp, bắt buộc phải có người đứng trước mặt mình mới lend cho người ta. Còn người ta chưa đứng trước mặt thì coi như cái chữ lend nó chưa có xảy ra. Anh chị hiểu điều này không? Mình chưa nhận tiền mà làm sao mình nói mình mượn được, phải không? Bạn chưa đưa tôi tiền sao mà bạn nói là bạn lend tôi được? Anh chị hiểu điều này phải không? Lend có nghĩa là phải đưa dứt khoát, chứ không phải nói cái miệng. Mà đưa dứt khoát trực tiếp thì mình phải có mặt ở đó đặng mình nhận cái món tiền đó hay là cái món đồ đó mới gọi là lend. Còn chưa có đưa trực tiếp thì chưa có lend. Các chị hiểu rồi phải không? Yeah, các chị nói cái miệng thì chưa có kể là lend. Okay. Nó I'm going to lend you $50 tomorrow là chỉ mới nói cái miệng thôi. Nhưng mà ngày mai người đó lợi mình mới thật sự là mình lend cho họ 50 đồng. Anh chị chưa hiểu hả? Thí dụ mình nói là I'm going to give you a book tomorrow, cái đó là mới nói cái miệng thôi. Nhưng mà khi nào cái người đó đã cầm cái món đồ mà mình đưa đó mới gọi là gift. Ok, mới gọi là gift. Yeah. Khi mà mình chưa có đưa cái món đồ đó cho người kia thì cái gift nó chưa có xảy ra, chưa có gọi là gift được. Anh chị hiểu điều này phải không? Khi mà mình nói mình gift thì phải có ai ở trước mặt mình mới gift được, chứ không có chơi là nói khơi khơi, phải hành động. Right? Cái land cũng vậy nữa, cái land cũng giống như cái gift vậy đó. Okay. Khi mà mình chưa có đưa cái món tiền đó thì mình chưa có mình người đó chưa có nhận, người đó không có nhận là mình đã lend cho họ rồi. Anh chị đồng ý không nè? Không đồng ý ngồi đây nói hoài á. Mình phải hành động chứ mình không được nói cái miệng. Okay. Mình phải hành động trực tiếp. Có người đó đứng trước mặt mình mới lend cho họ được, mình mới cho họ mượn tiền được. Còn không đứng trước mặt sao mình cho họ mượn tiền được? Đấy. Ok, hãy nhớ điều này nha. Ok, next one. Thí dụ như câu này nè, ok, câu này nè, we bought a gift $2 or $4.
Cái này, cái người này đó, dầu có đứng trước mặt hay không đứng trước mặt gì không cần biết, mình cũng mua cái món đồ đó anyway. Cái nghĩa cái chữ anyway hôm qua đó, right? I bought a gift for her anyway. Có nghĩa là cô ta có ở đây hay không có ở đây gì, mình cũng mua cái món quà đó. Các anh chị thấy rõ ràng không? Thành ra ở đây mình dùng chữ for. Right? Còn cái chữ give, I give a book to her. Mình không thể dùng chữ for đây được. Tại mình đưa thì cô ta phải đứng trước mặt mình mới give được. Còn cái mình buy không cần cô ta đứng trước mặt mình cũng buy anyway. Right? Đồng ý không nha? Say yes please. Ok, cảm ơn. Next one. Câu này nha. Các anh chị phải tưởng tượng mới được. Ok. Không có dầu. Ok, cái chữ to hay chữ for không cần biết nó hiện tại, quá khứ hay là tương lai. Không cần biết nha. Kể lại là quá khứ phải không? Dầu cho ở quá khứ cũng là chữ to luôn. Hay là chữ for. Ví dụ như ở quá khứ, I bought a gift for her. Phải không? Tại vì ở quá khứ khi mình mua cái món quà đó, chưa chắc gì cô ta ở chỗ đó để nhận cái món quà của mình. Đồng ý không nào? Right? Chữ give, động từ to give cũng vậy. Okay. I give a book to her. Hay là I gave a book to her. Right? Hiện tại quá khứ hay tương lai gì cũng vậy. Tương lai cũng vậy luôn. I will give a book to her. Tôi sẽ đưa cái cuốn sách đó cho cô ta. Có nghĩa là bắt buộc ở tương lai ngày mai cô ta phải đứng ở trước mặt của mình mới give cái book được. Right? Không có cần biết quá khứ, hiện tại, tương lai gì hết trơn. Miễn có người đứng trước mặt mới mình mới give mình cái hành động give đó mới hoàn thành. Right? Cũng giống như là mình nói I will lend her a $50. $50. Tôi sẽ cho cô ta mượn 5 triệu đồng. Đây là tương lai đó. Thì bắt buộc ngày mai cô ta phải đứng trước mặt mình mới lend cái số tiền đó cho cô ta được. Mình mới đưa cái số tiền đó cho cô ta mượn được. Phải không? Quá khứ cũng vậy luôn. Right? I lent. Lent. Right? I lent the book to her. Đó là quá khứ. Hiện tại cũng vậy luôn. Ok, con này nha. I think this new method save a lot of time. Đấy. Amy trả lời rồi nha. Sau giờ học trả lời tiếp. And trouble two or four my uncle. Ok, trong giờ học các anh chị có thể hỏi Tiểu My những câu hỏi, nếu câu hỏi về cái bài mình đang học đó thì có thể post ra ngoài room cho mọi người thấy luôn. Còn nếu mà không phải thì Tiểu My sẽ trả lời sau nha. So đây là four hay là two các anh chị? Yes, ở đây là four. Là tại vì cái method, cái phương pháp mới này á, mình chỉ nghĩ là nó, mình đâu có đưa thẳng cái phương pháp đó đó cho cái người đó đâu, phải không? Đâu có trực tiếp đâu. Cái này mình chỉ mới tính thôi. Đấy. Mà cũng chưa có trực tiếp nữa. Cái này là một cái một câu nói nó hơi trừu tượng một chút xíu, thành ra nó không có action. Ở đây đây mình sẽ dùng chữ for. That's right. Ok, next one. To hay for là cứ các anh chị cứ tưởng tượng coi có ai đứng trước mặt hay không. Chỉ nhớ, chỉ nghĩ như vậy là được rồi. Và có để đưa cái hành động đó. That student shows his homework
to hay là for Mr. Moore before last. Yeah, they too. Rõ ràng khi mình show có nghĩa là mình chỉ cho ai cái gì đó thì bắt buộc cái người đó đứng trước mặt mình mới show được, phải không? Không có ai mình show cho ai coi, right? Nó phải là chữ to, trực tiếp. Okay, next one. Catherine's grandmother made a beautiful evening gown to hay là for her. Bà ngoại của Catherine ấy thì may một cái áo tối buổi tối đẹp cho cô ta. May mới may thôi, có cần cô ta đứng trước mặt để đưa hay không? Anh chị phải 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 đặt câu hỏi, có cần cái người đó đứng trước mặt để nhận cái đó hay không? Yeah, mới may thôi, phải không? Không cần cô ta đứng ở đó, phải không? Không cần. Yeah, ngày mai mình mới đưa cho, ngày mai bà ta mới đưa cho cô ta, thí dụ như vậy. Mình phải nghĩ cái hành động ngay lúc đó có cần cái người đứng trước mặt hay không. Rồi, các anh chị hiểu rồi phải không? Next one. Thưa đây là chữ for. Mr. Mến chào các anh chị mới vô. Mr. Harris teaches French and Spanish to or for American students. Không được hiểu theo tiếng Việt thì mi nói rồi. Khi mà cái hành động đó có cần cái người đứng trước mặt để nhận cái hành động đó hay không? Hành động có nghĩa là cái động từ, okay. Cái động từ. Ông Harris thì dạy tiếng Pháp và tiếng Spanish cho học sinh người Mỹ. Thì đây, khi mình dạy ai cái gì thì phải có đứng trước mặt, cái người đó phải đứng trước mặt mình mới teach họ được, phải không các anh chị? Right? Đây không được dùng chữ for, đây không hiểu, không được hiểu theo tiếng Việt. Ông Harris thì dạy tiếng Pháp với tiếng tiếng Spanish, tiếng Tây Ban Nha cho học sinh, phải không? Người Việt mình hiểu là cho học sinh, là mình dịch ra tiếng Mỹ là for, là sai bét, right? Yeah, có thể dạy hai tiếng, hai thứ tiếng một, được một lúc mà, nhưng mà different class thôi. Dạy dạy mấy tiếng cũng được, miễn ổng có giờ, ổng dạy nhiều lớp thôi, phải không? Yeah, evening gown. Đâu có chủ tưởng dạy dạy thì phải. Okay. Chị mình nói rồi, không cần biết quá khứ, hiện tại, tương lai. Ngay cái thời điểm đó ở quá khứ, khi mà ổng dạy thì bắt buộc phải có học trò trước mặt ổng mới dạy được. Okay. Chị mình nói rồi, không chơi online. Mà giàu cho online hay là qua phone gì đi nữa, hay qua internet gì đi nữa, cũng phải có người ngồi bên kia mới dạy được, phải không? Hả? Đâu có gì trừu tượng đó, nó rõ ràng như vậy mà. Angry Tiger. Không tin gì. Rõ ràng nói là teaches mà. Teaches French and Spanish. Okay, now next one. Các anh chị nhiều khi phải take it easy, đừng có so serious, đừng có picky, đừng có lắc léo gì đó, whatever, I don't know. Mình phải hiểu đơn giản đi. Anh chị suy diễn ra nhiều quá, tưởng tượng ít ít thôi, tưởng tượng nhiều quá, nó lạc đề. Okay. Howard handed the newspaper and pointed to or for the headline to or for me. Ông Howard thì handed là cầm trên tay, hand là cái tay, handed là cầm bằng tay, cầm cái tờ báo và chỉ cái tựa đề cho tôi.
Em chị thấy không, mình dịch theo tiếng Việt là cho tôi, phải không? Mình đâu có được hiểu theo tiếng Việt là cho tôi. Khi mà mình cầm cái gì thì mình phải đưa trực tiếp tới cái người đó. Nếu không có người nào đứng trước mặt thì mình đưa vô không khí làm sao, hay là mình đưa vô cái vách tường làm sao, phải không? Phải có cái người đó đứng trước mặt. Và khi mà mình chỉ, mình point it, là lấy cái ngón tay chỉ. Ok, chỉ thì phải chỉ cho ai chứ, khi không mình lấy ngón tay mình chỉ. Right, phải không các anh chị? Thành ra rõ ràng là chỉ cho tôi. Thành ra đây là chữ to luôn, cả hai đều là to, tại vì nó trực tiếp. Okay, câu này nha. Mrs. Fox bought a new spring shirt and hat to for herself yesterday. Chú hay for các anh chị? Yeah, for. Okay, for. Cô ta tự mua cái áo cho cô ta. Okay, next one. Let's see what this one. Yes, this one there. Robert Whitner sold his old Ford, two or four Thomas, 3 weeks ago. Two hay four? Ông Robert Wagner, ông bán cái xe Ford cũ của ông. Đây là cái xe hiệu Ford nha các anh chị, xe Ford cũ của ông cho cái Thomas 3 tuần trước. Khi mà các anh chị sell something, bán, có cần cái người đó đứng trước mặt để trả tiền không? Hả? Mình mới bán được, phải không? Cần không các anh chị? Hả? Không đứng trước mặt là tiền đâu có, phải không? Tiền đâu có. Thì mình nói này, mình nói chuyện trực tiếp mà, phải không? Khi mà các anh chị đã nói không chơi online mà, cái anh chị cái này Tiểu My nói thiệt, đừng có nghĩ. Tiểu My đã nói rồi, cái này mình phải tưởng tượng cái hành động đó trực tiếp ở ngoài đời. Ok, ở ngoài đời mình mới dùng chữ to hay chữ for đúng. Khi mà các anh chị bán một cái gì cho ai đó, như các anh chị đi chợ, cái bà đó bà bán cho mình bó rau muống, có cần mình đứng trước mặt không hả? Cần không? Các anh chị phải phải hiểu như vậy. Ở ngoài cái này dùng chữ to với chữ for này là áp dụng thực tế. Ok, thực tế chứ không có chơi online, không chơi qua phone, không chơi gián tiếp. Thí dụ nó bán cho tôi, mình bán cho người đó cái món đồ gì đó, rồi later on cái người khác trả tiền cho mình. Even cái người khác trả tiền thì cũng phải có cái người khác đứng trước mặt để mình mới bán được, để mình lấy tiền, phải không các anh chị? Chị phải nhớ điều này, đừng có nghĩ mình chơi online, mình mua eBay hay là mình mua Amazon khái gì vậy. Ok, mình mới dùng chữ to hay chữ for đúng. To, okay, sell something to someone. Rồi, các anh chị hiểu này rồi phải không? Be careful with this one. Câu này nữa nha. The student sang some folk songs from their country to or for us. Những người học sinh đó thì hát
những cái bài hát dân ca đó, đây mình gọi là dân ca đó, của cái nước của họ đó, cho chúng tôi. Ok, nhưng có to sell for, no, nhưng Kenny, ok, nhiều khi á, mình học những cái sai mà mình không biết. Ok, chữ to với chữ for chỉ áp dụng những cái trường hợp nó như vậy. Ok, còn Candy học đâu chị mình không biết. Ở đây to hay là for các anh chị? Ok, I sing a song for her hay là to her? Đây là câu nói rất là thường. Please sing a song for me hay là to me? Huh? Please sing a song to me hay là for me? Các anh chị nghe câu này thường không? Hả? Hả? For me, tại làm sao? Các anh chị chỉ hát thôi. Ok, các anh chị có thể nghĩ cái sự việc xen cái vô vô mặt của người ta không? Hả? Mình có thể mình lấy cái bài hát, mình lấy cái sing của người ta được hay không? Mình chụp cái sing của người ta được hay không? Hả? Nhận nhận là làm sao? Nhận là cầm lấy. Ok, nhận là cầm lấy chứ không phải là thí dụ như là red paper, hiểu là nếu mà nhận là tất nhiên cái người đó sẽ vừa hát vừa thổi cái bài hát nó vô mặt của mình, thổi cái sự hát nó vô mặt của mình, cái đó mới gọi là trực tiếp, phải không các anh chị? Phải không các anh chị, hiểu cái điều này không? Mình không có thể nào mà mình vừa sing mà mình vừa sing to her được hết trơn á, phải không các anh chị? Nếu mà các anh chị hiểu cái chữ to đó là dăng nước miếng tùm lum. Các anh chị hiểu không? Họ chỉ sing ở đằng kia thôi, phải không? Để cho mình vui thôi chứ họ đâu có lợi trước mặt của mình mà họ sing vô cái mặt của mình đâu. Cái động nhưng mà cái chữ cái chữ give, nếu mà đứng xa làm sao mà mình give họ được, phải không các anh chị? Các anh chị, nếu mà các anh chị dùng chữ to là, nếu mà các anh chị dùng chữ to là kiểu mày chạy mất tiêu á, phải không? Phải trực tiếp. Ok, no, sing for có nghĩa là mình hát một bài hát để làm vui lòng người nào đó. Ok, chứ mình không thể nào mình hát một bài hát to her được hết trơn. To her là người đó lại gần mình hát bài hát thổi vô cái mặt của mình. Ok, nên đừng có dùng chữ to nha, please. Ok, sing to die là khác nữa. Ok, khác nữa, cái đoạn, cái thành ngữ đó khác nữa. Còn cái này mình cho ai đó, ok, để làm vui lòng ai đó, chúng ta tôi nói please sing a song for me, sing a song for me please. Không ai nói sing a song to me hết trơn đó. To me là lỡ gần đó, là hát thổi vô mặt đó, cho biết. Ok, các anh chị phải hiểu như vậy. Ok, ở đây sẽ là chữ for. Ok, next nhớ nha, đừng nói sing a song to me nha. Tom's uncle built a beautiful new house to or for him. Teach, ok. Các anh chị đừng có lắc léo, ok. Không lẽ bây giờ Nghĩa Nguyễn à, ghét các anh chị quá đi. Tôi biết đi hoài à. Bây giờ dạy học, ok, dạy học. Có dạy học
Có thể là mình ngồi sát, bắt buộc mình phải có trước mặt mình dạy phải không? Đồng ý không nào? Khi mình ngồi sát hay là mình ngồi xa gì mình dạy cũng được, phải không các anh chị? Hiểu chỗ này không? Phải có người đứng trước mặt. Còn cái chữ xin cũng được. Chữ xin đó nhiều khi á, tức các anh chị quá đi, không biết cách nghĩa là sao à. Chữ xin á đâu có phải là xin 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 cái gì? I sing to you. Có ai nói cái này không? Hả? I sing to you không? Hả? Có ai nói là tôi sing to you không? Là trực tiếp tới anh không? Tới bạn không? Các anh chị thấy rõ ràng cái chỗ này không? Thành ra không thể nào sing to you được hết trơn. Mà sing something hay là sing a song for you. Okay. Tại vì mình sing là mình sing something, phải không? Để cho bạn nghe, okay, để cho bạn nghe, để làm cho bạn vui lòng. Nói cái nghĩa theo kiểu khác chứ mình không biết các nghĩa đâu. Chị phải hiểu như vậy. Để làm cái điều này là để làm vui lòng người khác chứ mình không có hiểu, không, mình không có được hiểu là mình xin để đưa trực tiếp cái sự xin đó cho người khác, không phải. Okay. Làm cho anh một cái favorite. Ok, nếu anh chị không chấp nhận hay là cố tình không hiểu hay là không hiểu thiệt thì mình không biết cách nghĩa là sao. Okay. That's the way people talk. I sing a song for you. I sing something for me please. Ta nói như vậy. Okay. Chứ không ai nói sing something to me được. This one then. Cái ông này mình làm chưa? Chưa, phải không? Tom's uncle built a beautiful new house to or for him. I mean him. Yeah, đây là chữ for. Tại sao là chữ for các anh chị? Các anh chị phải biết trả lời tại sao chữ for. Dùng chữ for. Yeah, tại mình chỉ cất cái nhà thôi. Mình đâu có thảy cái nhà để vô cái cho cái người đó đâu, phải không? Mình cất cái nhà thôi, đâu có cần người đó đứng trước mặt để mình thảy cái sự cất vô cho cái người đó đâu. Right? Phải không? Thành ra mình cất cái nhà làm vui lòng cái người đó thôi. Okay. Cái câu này cũng y chang như cái câu chữ sing vậy đó. Mình chỉ xin cái son thôi, đâu mình đâu có thảy cái sự xin đó cho người đó được. Right? Các anh chị hiểu câu này thì các anh chị sẽ hiểu câu phía trên. Okay, now next one. Richard Cousins, I mean James, found a place to or for him, to or for stay overnight. Người anh em bà con hay bà con gì của Richard đó, tên là James, tìm một cái chỗ cho James đó, cho Richard nó nghỉ qua đêm, thấy như vậy. Ok, câu đầu tiên sẽ là for, đúng. Tại vì chỉ tìm cái chỗ thôi, chứ đâu có thấy cái chỗ đó cho Richard được đâu. Phải không? Còn câu thứ hai thì nó sẽ là to two. Tại sao như vậy? Tại vì nếu mà mình dùng chữ for thì ở đây đó, phía sau nó là một cái động từ. Phải không các anh chị? Nếu mình dùng chữ for thì động từ nó phải có ing. Động từ sau một cái giới từ thì phải nó phải ở cái thể gì? Gerund. Phải không các anh chị? Thành ra for thì phải for staying.
nó phải ở, nó thuộc cái dạng là gerund, nghĩa là động từ có ing. Ok, and đây á không có ing thì bắt buộc mình không dùng chữ for được, mà mình phải dùng chữ to. Ok, hai cách nói, các anh chị nói for him to stay hay là for staying. Ok, nhưng mà ở đây không có ing thành ra bắt buộc mình phải dùng chữ to ở đây. Anh chị hiểu rồi phải không? Hiểu điều này rồi phải không? Nhớ nha, for staying. Còn không phải là staying thì là to stay. Okay, next one. The browse by unusual gifts to or for the friends in Bolivia. Gia đình ông Browse hay là ông bà Browse mua một cái món quà đặc biệt. Unusual là đặc biệt các anh chị. To hay là for? Yeah, đây là for. Động từ to buy phải không? Mình họ mua thôi. Chứ họ chưa có đưa, right? Họ chưa có đưa trực tiếp, họ mua thôi. Khi nào gặp rồi mới give, phải không các anh chị? Gặp rồi mới give. and give them to them later, này cái gì? Okay, and I think that's it. Anh chị nắm vững two four chưa? Hy vọng cái bài này xong là các anh chị hiểu khi nào dùng two, khi nào dùng four. Không được hiểu theo tiếng Việt lúc nào cũng four hết trơn á. Mua cho tôi quyển sách đi. Mua cho tôi. Okay. Buy it for me, phải không? No, buy it to me. Yeah, for me, that's right. Đưa cho tôi quyển sách đi. Give it to me, chứ không phải give it for me. Ok, rồi. Anh chị hiểu rồi, giờ mình làm bài tập chính hôm nay nha. Trở lại bài tập dùng các thì nha. Hôm qua chị mới ôm hết 4 thì cho các anh chị rồi. Hiện tại, quá khứ, tương lai. Anh chị nào thắc mắc cái thì nào không biết cách dùng thì hiện tại hay quá khứ tương lai? Tại bài tập rất là nhiều, làm cả cả mấy ngày cũng chưa hết cái phần bài tập này nữa. Ok, bây giờ qua cái phần bài thì hiện tại tiếp tục đi. Các anh chị muốn làm bài tập thì gì? Hiện tại, quá khứ hay tương lai? Cho các anh chị cái choice ấy. Còn nếu không thì làm theo chữ mì. I think I should delete this one. Ok, làm cái này hay nè. Dùng một trong ba thì này nha. Hôm qua làm rồi nhưng mà bữa nay khác. Present simple, present continuous and present perfect. Okay, Susan, not master Japanese yet, but she can communicate. Cô Susan đó thì cô không có giỏi tiếng Nhật, chưa có giỏi tiếng Nhật. Master là rất là giỏi, nhưng mà cô ta có thể communicate.
Communicate là gì? Là gì? Chỉ là giao thiệp á, giao tiếp và giao tiếp á, giao tiếp. Nên mình sẽ dùng hasten, right? Hasten, master. Ok, một chữ nữa. Khi mà các anh chị cho cái em cho cái past participle, các anh chị phải cho cái ending ending sound luôn nha. Ending sound luôn. Một là T, master. Một là T, hai là D, ba là it. Ok, cho ending sound phía sau luôn. Đấy, mình ôm lại luôn. Yeah, ở đây sẽ là D, phải không? Tại sao vậy các anh chị? Tại sao nó là D? Phải biết trả lời luôn á. Tại sao lại D master? Huh? Yeah, các anh chị coi cái chữ cuối cùng đó là chữ O. Chữ O là nó chỉ thuộc loại, thuộc cái luật chung là phát âm thành chữ D, phải không? That's right. Okay, next one. Còn nếu mà động từ bất quy tắc là irregular verb, các anh chị phải phải bring all three columns luôn. Nếu mà động từ bất quy tắc, các anh chị phải viết ba chữ luôn. Thí dụ go, went, gone, phải viết ba chữ ra luôn. Okay, mình ôm luôn nha. Actually, I just come back from there. Thật ra tôi vừa trở lại từ chỗ đó, ví dụ ở Paris, ở England, ở wherever, I don't know. Cho ba chữ luôn. Come, please. Come. Yeah, phải cho ba chữ luôn. Okay. I have just come. Red paper chỉ học có hai chữ thôi. Yeah, phải cho ba chữ luôn. Okay. I have just. And chữ just nó nằm ở đâu các anh chị? Hả? Chữ just nó nằm ở đâu? I just have come. Hay là I have just come. Hay là I have come just. Huh? Sao trợ động từ đầu tiên? Sao trợ động từ đầu tiên? Các anh chị nhớ như các adverb ở trong câu thì phải nằm, phải đứng sau trợ động từ đầu tiên. Trong một câu nó có, nhiều khi nó có rất là nhiều trợ động từ. Nó có 2 trợ động từ, 3 trợ động từ. Thì mình phải cho nó ở trợ động từ đầu tiên. Thí dụ như câu này, I have. No, she. Câu này đi. I am always working in on the weekend. No, câu này có một trợ động từ thôi. Câu này đi. I have been Yes, câu này hay nè. Thí dụ câu này đi. I have always been working on the weekend. Thì các anh chị thấy trong câu này nó có hai cái trợ động từ là gì? Xin chào Tammy. Hai cái trợ động từ là gì? Have and been, phải không? Have and been. Nó có đến hai trợ động từ. Thì cái adverb nó sẽ đi đứng đứng sau cái trợ động từ đầu tiên là động từ to have, phải không? Thành ra mình sẽ để nó sau cái have, chứ mình không có để sau cái been. Hay là mình không có được để trước cái have, sau cái I. Mình không có nói là I always have been.
hay là I have been always. Em chỉ thấy điều này rồi phải không? Ấy. Say yes to please. Cảm ơn. Nhớ say yes nè, Tiểu My mỗi lần Tiểu My hỏi. Một là say yes hay là say no để Tiểu My biết anh chị hiểu rồi hay chưa. Không khờ ngồi đây nói hoài á. Hannah, câu này cũng vậy. Ở đây mình sẽ nói là actually, I have, phải không? Just come back from there. Okay. Câu này nha. Đây mình sẽ dùng ba thì, một trong ba thì hiện tại, simple present, continuous and perfect, okay? Hiện tại đơn, hiện tại hoặc diễn tiến và hiện tại diễn tiến hoàn thành. Compact. Make computers but it's not make cars. Cái hãng compact đó, họ chế tạo computer chứ không phải chế tạo xe. Dozen. Yes. Tại sao đây mình dùng thì hiện tại? Why do you use the simple present here? Huh? Chị phải biết trả lời. Tại sao? Yeah, this is a fact. Okay. Tại vì đây là một cái dữ kiện có thật. Right? Có thật. Ít nhất là ngay cái thời điểm mình đang nói. Quá khứ chưa chắc gì nó có thật, và tương lai cũng chưa chắc gì nó có thật. Nhưng mà hiện tại bây giờ ít nhất nó là một cái sự thật hiển nhiên. Tương lai có thể nó chế kho, mình đâu biết được. Right. Hello cutie boy. Đồng ý không nè? Thành ra đây là một cái fact, một cái sự dữ kiện có thật. Thành ra mình sẽ dùng OK, câu này nha. KD yen là đồng tiền của Nhật. For against the dollar, đồng tiền của Nhật thì nó dịch sao ta? Nó rơi. Rơi để sụt giá hả? Sụt giá hơn tiền dollar. Ở đây á, các anh chị có thể dùng cái continuous được không các anh chị? Hả? Dùng cái continuous được không? Hay là các anh chị dùng cái perfect được không? Cũng được như thường, phải không? Nhưng mà mình dùng cái continuous đó thì nó sống động hơn, ok? Nó sống động hơn, làm cho người ta kinh hoàng hơn, ok? Right? Đây là các anh chị dùng cái thì mà perfect cũng được luôn. Perfect là diễn tả một hành động đã và đang xảy ra, phải không các anh chị? Đã và đang xảy ra. Thì cả hai thì đều diễn tả, nó đều sống động hết, phải không? Nhưng mà thường thường đó, hiện tại bây giờ đó thì mình nên dùng cái thì mà continuous. Khi mà mình dùng cái thì continuous làm cho người ta tưởng tượng cái sự việc nó xảy ra trước mặt, nó rất là sống động, nó rất là kinh hoàng, right? Phải không nè?
Thành ra có hai cái thì đúng là continuous and perfect. Okay. Mà tiểu My thì thích dùng cái continuous cho người ta sợ. Người Mỹ cho người Mỹ họ khoái, người Nhật họ sợ, đại khái như vậy. Okay. Okay, now next one. Things are really great. Business boom. Mọi điều, mọi chuyện đều đều thật sự rất là tốt đẹp. Thương mại thì nó boom. I don't know boom dịch là sao không biết nữa. Boom là phát triển ra, bành trướng ra. Về đại khái gì đó. Yeah, it's booming. Right? Mình dùng cái continuous. Nó nghe hay hơn, nó nghe sống động hơn, right? Okay, câu này nha. Các anh chị cẩn thận câu này nha. He's the most difficult customer I ever dealt with. Ông ta là một người khách hàng khó nhất mà tôi không biết dịch câu này đâu. Deal with, deal là mình tiếp ổng đó, mình cái chị dịch câu này đi, chị deal with là gì? Deal with him á, okay, deal with him đó. Nhưng mà không cần lặp lại chữ him, tiếp đón đó, và tiếp đón thỏa thuận gì đó là khái gì? Đi deal là mình say something hay là mình help ông ta do something hay là gì đó. Thì đây dùng thì gì các anh chị? Yeah, help ever dealt, right? Help ever dealt. Deal đây hình như là nó là bất quy tắc không các anh chị? Đúng không? Đâu phải là deal được đâu. Đây nó là bất quy tắc mà phải không? Dealt. Right? Viết như vậy nữa. D-A-L-T. Nó là past participle. Cột thứ ba nó như vậy phải không? Yeah, các anh chị không có được thử chữ mi nha. Okay. Không được thử chữ mi nha. Chữ mi thuộc lòng hết cái động từ bất quy tắc đó. Chỉ cần nói một chữ là chữ mi nói hai chữ kia luôn. Okay. Không được thử thầy cô nha. Thua là cái chắc. Yeah, các anh chị không thuộc bài rồi. Bởi vì vừa các anh chị vừa viết chữ ED là Tiểu My thắc mắc liền tại chỗ, thấy không? Khi mà mình thuộc á là người ta viết sai là mình thấy liền á. Thế. Không được thử nha. Thế. And chữ help, chữ ever mình để ở đâu các anh chị? I ever have dealt with, hay là I have ever dealt with, hay là I have dealt ever. Yeah, nhớ nha, đứng sau cái trợ động từ đầu tiên. Okay, have ever. Các anh chị mà học với Tiểu My mà các anh chị không nhắm vững là dở thì thôi á. Tiểu My cứ lặp đi lặp lại hoài. Ok, câu này nha. Các anh chị trong room này giỏi lắm đó. Đã học với Tiểu My lâu rồi. This delicious chocolate be made by a small chocolate in Zurich.
Urich. Cái kẹo mà ngon á thì được làm ở trong một cái hãng kẹo chocolate ở Zurich là hình như Thụy Sĩ thì phải. Yes, ở đây cái is need ở đây là thì gì các anh chị? Là thì gì? Yeah, đây là một cái fact, phải không các anh chị? Nhưng mà nó ở cái thể gì? Nó ở cái thể gì? Bị động, passive. Ok, thể bị động, phải không các anh chị? Thể bị động, cái passive. Sau sau khi học cái thì này là mình học qua cái passive and active voice đó nha. Ok, mình cũng còn trong cái bài động từ. He definitely does not lie. He does not lie. Okay, he don't like, he doesn't like. Cái này là một cái gì đó mình gọi đó là exception đó. Khi mà dùng cái phủ định đó, khi để cái đó để chị mi tự nhiên hỏi, chị mi không có biết cách nghĩa. Khi mà dùng cái phủ định á, ok hold on, Trần Vũ đợi chị mi cái câu đó nha. Làm cái để chị mi nói lại cái này, cái passive đó các anh chị, tại sao đi dùng cái passive hả? Tại sao các anh chị, tại sao đây dùng cái very good angry tiger? No, dĩ nhiên rồi, dĩ nhiên cái bánh được làm rồi, tại cái bánh nó đâu có thể tự làm được, phải không? Tự nó làm được, thành ra mình bắt buộc nó phải thụ động, nó phải đứng đó chờ mình làm nó, thành ra mình phải dùng cái thụ động. Nhưng mà ở đây á, mình biết rõ làm bởi cái ai, làm ở đâu, phải không? Nhưng mà ở đây người ta muốn nhấn mạnh, thành ra người ta dùng cái passive. Tại có người hỏi trong khi em tại sao đây phải dùng cái thụ động khi mà biết rõ cái nơi làm hay là cái người làm. Các anh chị coi câu này nha, để tìm đi trả lời. Nếu mà trong bài đó các anh chị đặt câu hỏi trong bài mình đang học đó, các anh chị có quyền post ra ngoài room cho mọi người thấy luôn nha. Các anh chị coi hai câu này. I painted, cũng là cái câu thí dụ. I painted my house, hay là the house đi. I the house is, I mean was painted by me. Cái câu thứ hai mình tránh dùng nha các anh chị. Khi mà mình nói tôi sơn cái nhà thì cứ nói là tôi sơn cái nhà đi, không cần nói là ồ cái nhà đó được sơn bởi tôi. Nói như vậy nghe rất là kỳ cục. Ok, nghe rất là kỳ cục. Tuy nhiên sometimes mình cũng cần nói để làm chi? Để nhấn mạnh. Ví dụ nói có người hỏi mình chứ, who painted the house? I did. Who painted the house? I did. Mình trả lời hai lần rồi cũng không có nghe nữa. Who painted the house? I said the house was painted by me. Okay. Khi mà hỏi mình trả lời hai ba lần rồi mà cũng không nghe nữa thì lúc đó mình sẽ dùng cái thì bị động để nhấn mạnh by me. Okay. By giận lên. Right. Nói tóm lại là bình thường á, khi mà mình biết cái chủ từ là ai làm,
làm bởi ai, làm bởi cái gì hay gì đó, thì mình không được dùng cái thì bị động, chỉ khi nào mình muốn nhấn mạnh mà thôi. Ok. Ok rồi. Cái trạng từ đó mà nó đứng trước cái nó đứng sau cái động từ đó, nó đứng sau cái chủ từ đó. Ok. Ở trong cái trường hợp là nó nhấn, nó như vậy nè, khi nào á mà mình đạp cái trạng từ á, ở trong cái bài trạng từ nó sẽ có nha Trần Vũ, nhưng mà đại khái tiểu mình chỉ nói phớt qua thôi. Đặt sau cái chủ từ đó thì nó sẽ nhấn mạnh về cái chủ từ làm cái hành động đó. Ok, Trần Vũ hiểu chỗ này phải không? Còn nếu mà nó đặt theo cái luật á thì nó nhấn mạnh về cái động từ làm cái sự việc đó. Tiểu My chỉ cắt nghĩa vậy thôi, còn tìm thí dụ để vô cái bài thì Tiểu My sẽ chỉ. Ok, Trần Vũ hiểu chỗ này phải không? Và khi mà nó đứng sau cái chủ từ thì nó nhấn mạnh cái chủ từ làm cái sự việc đó, làm cái trạng từ đó. Còn nếu mà nó đứng theo cái luật đó thì nó nhấn mạnh cái động từ. Ok, Trần Vũ hiểu rồi phải không? Thình lình Tiểu My không có câu thí dụ, nhưng mà mình sẽ học trong bài trạng từ. Trạng từ có nghĩa là nó everywhere, có thể nó đứng trước động từ, có thể nó đứng sau động từ. Đứng trước động từ là thường thường nó đứng sau chủ từ phải không? Có thể nó đứng cuối câu luôn. Ok, mà ý mà hầu như là trạng từ là để nó nhấn mạnh, nó bổ nghĩa cho cái động từ là the most, phải không? Thường thường trạng từ nó bổ nghĩa cho cái động từ, và khi mà bổ nghĩa cho cái động từ thì nó phải theo luật. Ok, theo luật có nghĩa là nó phải đứng sau cái trở động từ đầu tiên. Trần Vũ hiểu rồi phải không? Yes, sẽ có. Trong cái bài adverb mình sẽ học nhiều hơn, nghĩa là trạng từ nó everywhere. Okay, nhưng mà nó hay cái chỗ nó đứng gần cái, nó đứng gần cái adjective thì nó sẽ bổ nghĩa cho cái adjective, nó đứng gần cái chủ từ thì nó sẽ bổ nghĩa cho cái chủ từ đó, nó nhấn mạnh cái chủ từ đó làm cái sự việc đó. Ok, next one. Không biết có thử tí mi không nữa. Đừng thử tiểu mi nha, thử thua là cái chắc đó. Okay. In fact, we wait here for more than 5 hours. Yeah, các anh chị có thể đặt câu hỏi bất cứ lúc nào. Tiểu mi lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu hết trơn. Trước khi vô cái room này là uống mật gấu rồi. Okay. Uống mật gấu rồi. Okay, in fact, in fact, we wait here for more than 5 hours. Dạ, ăn gan gan hùm luôn. Chứ học trò là dữ tợn lắm đó, nhất quỷ nhị ma thứ ba học trò mà, thứ tư mới tới thầy cô, khổ vậy đó. Okay. Làm câu này đi, ngồi đó cười. Have been waiting. Mình sẽ dùng ba thì nha. Simple present, perfect and continuous. Ba thì đó thôi, không chơi perfect continuous nha. Thực sự chúng tôi đợi ở đây hơn 5 tiếng rồi. Yeah, very good. Khi mà cái ED phải cho cái ending sound nha. Waited hay là wait hay là wait. Okay, phải cho cái ending sound. Đẹp trai không chỗ chê hả? Không gì, không khóc nhà. Thấy gì đọc lẹ. Tưởng nó đẹp trai không chỗ chê. Đẹp trai không khóc nhà. Ai cho dùng mấy cái thì đó vậy hả? Hả đẹp trai? Hả? Ai cho dùng mấy cái thì đó vậy? Không khóc nhà hả? Bởi vậy tưởng mi tính hỏi câu đó chưa kịp hỏi là khai rồi, tính hỏi đẹp trai mới vào room phải không? Phải không?
Ai mà mới vào room là nói xà bét hả? Ok, ở đây mình sẽ dùng cái perfect nha các anh chị. Health, right? Health, weight, health. Health, weight. Ok, health, weight. Ok, next one. Để coi còn nhiều không? Yeah. Now we move quickly nha các anh chị. Nhìn nhanh nha. Okay. It's strange that people take some movies so seriously. Rất là lạ. Rất là lạ khi mà mọi người xem phim á thì nghĩa là gì các anh chị, câu này nghĩa là gì hả? Ok, đẹp đẹp trai không khóc nhờ. This is your first time in this room. Ok, tuy nhiên tụi mình nói sơ thôi nha. Cái have waited and have been waited là giống nhau hết trường. Nó chỉ khác một cái chỗ là cái have waited là nói một cái sự việc đã và đang xảy ra và nó còn tiếp tục xảy ra hay không, chưa chưa biết được, và có thể nó chấm dứt ngay cái thời điểm mình đang nói chuyện. Ví dụ như I have waited for her 3 hours, hay là I have waited for you for 3 hours, có nghĩa là ngay cái thời điểm đó cái sự việc mình waited nó mới vừa chấm dứt. Cái câu này mình nói là ôi tôi đã đang đợi bạn 3 tiếng rồi bạn mới tới, thì cái câu đó là I have waited. Okay. Còn I have been waiting, waiting. Cái câu này có nghĩa là cái người đó chưa tới. Okay, mình vẫn còn chờ đợi, mình đã và đang đợi và vẫn còn tiếp tục chờ đợi. Hiểu 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 hai cái đầu tiên hôn đẹp trai. I have been waiting for her for 3 hours, but she haven't come yet. Okay, là cái động từ thứ hai, right? Đẹp trai hiểu hai cái rồi chứ gì? Còn cái were waiting là quá khứ. Yesterday, I was waiting for her for 3 hours. Then she came. Nghĩa là I was waiting for her at her house. Đại khái như vậy. Cái câu thứ hai, cái động từ cuối cùng là quá khứ. Mình kể lại thôi. Hôm qua đó, trong lúc mà tôi đang đợi cô ta đó, thì bạn bạn tới, đại khái như vậy. I was waiting for her for 3 hours as you came. Khi mà bạn tới thì tôi đã đang đợi cô ta 3 tiếng rồi. Khá như vậy. Ok, đẹp trai, hiểu rồi chứ gì, phải không? Em đi thay cửa. Bởi vì, mốt, chuyện đi phải nói, phải đặt nickname. Thôi không nói chuyện giỡn nữa, làm lẹ đi, hết giờ rồi. Ok, câu này nha, câu này. Yeah, cái câu hồi nãy là cái gì quên rồi, take, ok, tại sao đây, tại sao câu hồi nãy mình dùng cái present các anh chị? Tại sao câu này mình dùng present? Yeah, nó là một cái dữ kiện có thật, ok. Express that the action is general, nghĩa là có thật. Câu này nha. Look, I have two tickets for the circus. Nhìn nè, tôi có hai cái vé cho đi coi coi xiếc á, coi circus, coi xiếc á. Dùng thì gì ở đây?
12 thì mình đã học xong 12 thì rồi đó. Helping gì? Helping. Không được cái helping ở đây nha. Yeah, ở đây mình dùng cái thì perfect được không các anh chị? Dùng cái thì perfect được hay không? Hả? Khi mà các anh chị dùng cái thì perfect thì mình đổi lại là got. Cái động từ to get đó nó thế rất là nhiều chuyện nha các anh chị. Nó thế rất là nhiều 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 chuyện. Ví dụ như là ok mình ví dụ như là mình đang rượt ai đó mà mình rượt không kịp, biết không? Ok. Thì mình nói gì? Get him for me. Là gì? Get him for me là gì? Là chụp bắt nó, hay là nói là get me a glass of water là gì? Get me a glass of water là gì? Hả? Là give me, phải không? Là give me, right? Cái động từ to get nó có rất là nhiều nghĩa. Hay là đại khái như vậy đi. Thì cái câu này cũng vậy nữa. Các anh chị dùng cái thì past, perfect cũng được. Nếu mà các anh chị thế giờ bằng động từ to help, bằng động từ to get cũng được. I have cũng được, hay là I have got a ticket nghĩa là gì? Got gone, phải không? Gone ở đây, sorry. Gone chứ, I have gone. Nhưng mà thường thường người ta nói cái câu này rất là nhiều nghe các anh chị, I have gone. Quá trình mà họ nói họ nuốt chữ đó. Thế okay. Nghĩa là tôi mới vừa, cái sự việc nó mới vừa xong, tôi mới vừa có hai cái giá nè. Thế okay, tôi mới vừa có hai cái giá nè. Cái sự việc nó mới vừa xong, phải không các anh chị? I have finished my homework. Tôi mới vừa xong làm bài của tôi. I have gone. Không phải gone, không phải động từ to go. Động từ to got. Động từ to get đó. Sorry các anh chị. Tại chị mình miss đó. I have gone đó. Chứ không phải là got. Okay? I have gone. Nhưng mà thường thường khi mà người ta nói đó các anh chị, người ta nuốt chữ I have got. Okay, I have got. Anh chị hiểu điều này rồi phải không? I got có nghĩa là I have gone. Get, got. Got hả? Get, got, gone mà phải không? Đâu phải get, got. Đâu phải get, got, gone. Các anh chị không có học God cũng được mà gone cũng được chưa? Yeah. Anh chị không có học trợ động từ bất quy tắc gì hết. Cái gone là của động từ to be. Thôi không nói chuyện với các anh chị nữa. Anh chị dở thì thôi á. Không chịu học bài. Bắt chúng mình phải ôm lại cho các anh chị hoài. Chán các anh chị thì thôi đi á. Anh chị phải học bài mỗi ngày đều phải ôm đi ôm lại cho các anh chị hoài. Không rảnh đâu nha. Okay. Okay, look at this one. Okay. Nếu mình không bao giờ giận ai hết trơn á, giận anh chị không biết đâu. Okay. I love the cinema ever since I was at sorry, primary school. Tôi thích coi hát ngay từ lúc mà tôi còn học tiểu học. Các anh chị dùng thì gì ở đây? Yeah, have love. Cho cái ending sau luôn đi please. Have love. Chỉ một cái sự việc đã và đang xảy ra.
Ok, đó giờ đang xảy ra, nghĩa là từ lúc mà mình học tiểu học cho tới bây giờ mình vẫn còn thích đi coi hát. Right. Loved, right? Okay, next one. Right now, I see two elephants doing tricks in the ring. Ngay bây giờ tôi thấy hai cái con gì, hai cái con voi đó, nó làm trò ở trong cái ring là gì các anh chị? Câu này nghĩa là gì? Các anh chị có thấy bao giờ con voi nó do trick in the ring không? Hả? Hả? Cái ring không phải là cái chuông. Ring nó là con voi nó đi ở ở nó đi ở cái sợi dây mà có trong cái vòng tròn á. Okay. Sợi dây hay cái không phải cái sợi dây mà nó gọi là gì ta? Voi cái con voi nó đi ở nó đi cái bánh tròn á, cái bánh tròn á mà cái này không phải là cái con voi nó đi đi con voi làm xiệc á, các anh chị biết mà. Chị có bao giờ đi coi xiệc chưa? Hả? Con voi nó đi ở trên cái dòng trên trái banh á. Giống như cái banh đó, cái banh mà họ không gọi là ball mà họ gọi là ring. Nó đi, cái chị tưởng tượng mình đi. Cái này mệt quá à, cái này không biết cách nghĩa đâu. Cái chị đi coi xiếc cái chị biết đấy. Rồi bây giờ làm câu này đi. Ngay bây giờ tôi thấy, tôi đang thấy hai con voi nó làm trò. Ok. Ở đây các anh chị không có được dùng cái I am seeing. Động từ to see nó không có được, nó không có continuous ở đây. Chừng nào mà các anh chị see ở đây, không có, nó là linking verb. Các anh chị see là con mắt của các anh chị thấy thôi, chứ các anh chị không có làm cái gì hết trơn. Khi mà các anh chị nói câu này I am seeing, cái mi cắt nghĩa các anh chị rồi. I am seeing her. Câu này có nghĩa là mình được quyền dùng dùng cái continuous ở đây. I am seeing her có nghĩa là tôi đang lái xe đi gặp cô ta, tôi đang đi bộ đi gặp cô ta, tôi làm cái I'm doing something to see her. Okay. Anh chị hiểu rồi chứ gì? Hay là ông bác sĩ ông nói I'm seeing her có nghĩa là ông đang khám cô ta. Còn cái sự việc mà con mắt của mình nhìn thấy cái gì đó thì cái đó là linking, không được dùng cái continuous. Nên các anh chị có thể dùng là I can see được hay là I see, ok, không được dùng cái continuous ở đây. Ok, câu này nha, câu này nha. Tại sao hả? Mới nói rồi, cắt nghĩa rồi. Hả Bèo? Ok, để tôi mới cắt nghĩa cho Hả Bèo nha. I see her. I am seeing her. I see her. Nó là linking. Linking có nghĩa là động từ thụ động đó. Nó không có move, nó không có hành động được. Ví dụ như mình nói là I go là action, là tại mình thấy cái chân mình nó đi 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 đi. Okay. I eat là ăn, mình thấy cái miệng mình nhai nhai.
Còn cái si ở đây đó là mình không có làm cái gì hết trơn đó, con mắt mình cũng không có di chuyển nữa. Thí dụ như vậy đi, tự nhiên cái hình ảnh cái người đó đập hiện trước mặt mình thì mình nói I see her, ok, mình không có cố tình mà mình làm cái chuyện. Những nói chung là những cái sense verb đó, những động từ chỉ về cái gì đó gọi là sense verb, tôi mình không biết dịch, thì đó là linking. Nhưng mà nhiều khi cái linking nó cũng là action tùy theo trường hợp, ok, tùy theo cái câu chuyện trạng thái đó, và chỉ về cái trạng thái đó. Còn I am seeing her có nghĩa là tôi đang đi gặp cô ta, có nghĩa là mình lái xe mình đi gặp cô ta, nghĩa là con mắt của mình lúc đó là mình phải hành động, mình mới see cô ta được. Habo hay gì đó, Habel hiểu rồi, phải không hả? Yeah, đại khái như vậy. Nghĩa là mình không có làm gì hết, tự nhiên người đó hiện ra trước mặt của mình, ok, mình không có đi tìm người đó. Thí dụ như các anh chị đang ngồi, cái sao con voi nó xuất hiện trước mặt các anh chị, phải không? Các anh chị đâu có đi tìm kiếm con voi đâu, phải không? Đồng ý cái điểm này không? Dạ. Như trong gánh xiếc mình đâu đâu biết là con gì nó sắp sửa nó làm trò đâu, mình ngồi đó, ok, mình chỉ ngồi đó, là tự nhiên con voi nó chạy ra cái màn ảnh, phải không? Nó hiện ra cái trên cái sân khấu, nó hiện ra cái ấy, nó làm trò cho mình đâu có đi tìm nó đâu. Còn I am seeing her có nghĩa là bắt buộc mình phải do something, mình mới gặp cái người đó, ok. Yes, đúng rồi đó, only you. Habel hiểu rồi phải không? Có nhiều cái động từ nó vừa là linking và nó vừa là action. Okay. Rồi bây giờ trở lại bài tập. Sau đây mình sẽ nói là he see. I mean, câu này nha các anh chị, câu này. Okay. Háu sắc. He see that movie many times. Cậu ta xem cái phim này á, nhiều lần rồi. Các anh chị dùng dùng thì gì ở đây? Cho ba chữ luôn please. She's so seen. Động từ bất quy tắc phải cho ba chữ nha. Coi để coi các anh chị thuộc tới đâu. She's so seen. Viết ra đi. Đặng nhớ luôn tới già. Yeah, she's so seen. Phải không? She's so seen. Okay, sau đây mình sẽ dùng cái past, I mean cái perfect, right? He, he, seen. Tại sao dùng perfect ở đây các anh chị? Cái gì diễn tả một hành động ở quá khứ và vẫn còn tiếp tục ở ở hiện tại và không biết tương lai có xảy ra hay không, chưa biết, phải không? Và đã xem và đang xem và có thể vẫn còn tiếp tục xem. My English really improved since I moved to Australia. Cái tiếng Anh của tôi thì thật sự tiến bộ kể từ lúc mà tôi tới Australia. Australia, cái nước nước Úc đó cũng nói tiếng Anh nha các anh chị. Haze hả? Tại sao là haze? Tại sao là haze? Tại sao? Hả? Úc cũng nói tiếng Pháp luôn hả? Tại sao là haze? Yeah, tại vì chữ it. Okay, very good. Tại vì chữ it. My English mình thấy bằng chữ it cũng được. Okay. Sau đây mình dùng hỏi thử các anh chị mà. Mà các anh chị cũng hay nữa. My English ở đây không phải là người ta mà là sự việc, okay? Thành ra mình thế bằng khi mà chữ it thì mình sẽ dùng chữ his. It là personal pronoun. Yeah. My English has really, phải không các anh chị?
chỗ động từ phải đứng sau, trạng từ phải đứng sau cái chỗ động từ đầu tiên. So mình sẽ nói là my English has really and improved. Cái ending sau của improve là gì? Khi mà động từ có ed phải cho cái ending sau. T improved hay là D improved hay là it improved, phải cho cái ending sau nha. Yeah. Nó là D. Học một chuyện mà mình ôn nhiều chuyện phải không các anh chị? Câu này nha. Men walk on the moon. cái gì loài nhân loại phải không, dịch sao? Nhân loại thì đi trên mặt trăng phải không, đi trên mặt trăng. Ê, cái chị dùng thì gì nè, hiện tại diễn tiến hay là hoàn thành? Hiện tại diễn tiến hay là hoàn thành? Ở đây á, mình dùng cái hiện tại cũng được, ok, nhưng mà the best choice is a perfect, ok. Mình dùng cái hoàn thành được không? Không được dùng cái diễn tiến nha. Mình dùng cái hoàn thành được không? Hả? Được. Nhân loại đã và đang đi trên mặt trăng, phải không? Nó nghe hay hơn, phải không? Nhân loại đã và đang đi trên mặt trăng. Mặc dù đây là cái fact thiệt. Đấy. Right? Yeah, thành ra mình ở đây mình cái nào cũng được, nhưng mà cái perfect nó hay hơn. Okay. Các anh chị nhớ cái hiện tại chưa chắc gì nó xảy ra ở quá khứ, phải không các anh chị? Phải không? Cái hiện tại nó chỉ nói cái hiện tại thôi, chưa chắc gì nó xảy ra ở quá khứ. Cái facts á, nhiều khi nó chỉ đúng ngay cái hiện tại, nhưng mà quá khứ chưa chắc gì nó đúng, phải không? Nhưng mà cái sự việc này nó là cái facts thiệt, nhưng mà nó đã xảy ra ở quá khứ. Tại sao mình không dùng cái perfect ở đây? Đồng ý không nè? Thành ra ở đây cái choice đó, cái best choice là cái perfect, nó nói rõ hơn. Ok, nó nói rõ hơn, phải không các anh chị? When we have a choice, so choose the best choice. Ok. Rồi. Let's see what else. Câu này nha, câu này. Okay, at the moment, Cynthia lies on the floor playing with her doll. Ngay cái lúc này đó, Cynthia thì nó nằm ở trên cái sàn nhà chơi với những cái con búp bê của nó. Picky on me, hả? Only you. Okay, động từ có IE ở phía sau thì phải bỏ IE theo và mới add the Y. Okay. That's right. Cái này mình cũng học rồi. Nhớ nha, động từ to tie, động từ to die, right? Động từ to lie thì mình bỏ cái IE đi rồi mình add cái Y rồi mới thêm ing. Is lying, right? Is lying. Next one. It's the first time I slide on snow. Đây là lần đầu tiên tôi trượt ở trên tuyết. Yes, slide. Slide lit lit. Phải không các anh chị? Slide. Hay là past
perfect, I mean perfect cũng được, okay. Nhưng mà thường thường có cái choice thì là cái present nó đúng hơn, right? Okay, next one. Để kiếm câu nào khó khó một chút nha. I hate living in Seattle because it's always rain there. Tôi ghét sống ở Seattle. Seattle là một thành phố của tiểu bang Washington DC. Nó nằm trên California. Tôi ghét sống ở Seattle tại vì nó thì ở đó thì trời lúc nào cũng mưa hết trơn. Tại sao đây là is always rains hả? Trời mưa nó đâu có phàn nàn đâu. Ai phàn nàn? Trời mưa nó đâu có phàn nàn đâu. Mà các anh chị dùng cái continuous right there. Mình phàn nàn chứ trời mưa đâu phàn nàn đâu. Hả? Các anh chị giỏi quá rồi, tẩu tẩu quả luôn. Các anh chị coi câu này. I am always. Vừa thấy cái always là nghĩ là phàn nàn liền. Đúng, mình phàn nàn. Nhưng mà trời mưa nó đâu có phàn nàn. I am always working on the weekend. Right? Đấy là cái câu mình phàn nàn. Mình làm việc hoài ở cuối tuần. Okay. Còn các anh chị dùng cái continuous cho trời mưa, nó nghĩa là trời mưa nó phàn nàn, phải không? Nó không được dùng như vậy. Okay. Right. Yeah, thì chỉ là hiện tại mà thôi. Cái đây là một cái sự thật hiển nhiên, phải không các anh chị? Một cái fact. So đây mình sẽ nói là it always rains. Rains có S, phải không? Anh chị đừng có lẫn. Vừa thấy chữ always là phàn nàn liền. Okay. Mà có ai phàn nàn mới được. Okay, I'm sorry. I can't hear what you say because everybody talks so loudly. Okay. Xin lỗi, tôi không có thể nghe bạn nói gì hết trơn. Bởi vì mọi người nói chuyện quá lớn đi. Tất cả đều là hiện tại. Thế ở đây tại sao dùng cái perfect ở đây? Tất cả đều là hiện tại, phải không? Xin lỗi, ở đây mình dùng cái continuous nó sống động hơn. Xin lỗi, tôi không có thể nghe bạn đang nói gì bởi vì mọi người đang nói chuyện quá lớn. Okay. Nó nghe hay nhất. Okay. Dùng cái thì continuous nó nghe sống động hơn. Okay, next one. You want to come over for dinner?
Ok, còn vài câu nữa, còn một câu nữa. You have wanted. Oh, I know you have wanted hết trơn á. Can chị? Khi mà mình có cái choice á, mình phải chọn cái nào mà nó nghe hay nhất và cái nào nó thực tế và cái nào nó giản dị càng tốt thế. Đừng có nói chuyện cầu kỳ. Yeah, người ta chỉ hỏi do you want? Do you want? Hay như vậy. Do you want? What you want? Không ai nói what you want mà what you like. Would you like or do you want? Okay, and that's it. Cho cái loại, cho cái thi này. Mình còn almost 45 minutes. Cho các anh chị cái choice. Which one do you want to do? The exercise for present, past and future. Anh chị nào chưa nắm vững cái thì nào nói, mình sẽ làm bài tập thì đó cho 45 phút nữa. Hả? Hiện tại các anh chị nắm vững rồi phải không? Bây giờ quá khứ hay tương lai nè? Thế hoàn thành hả? Làm cả 12 thì hả? We don't have enough time for that. Only you. We have only 45 minutes left, so that's your choice. Come over là tới, okay? Could you come over? Will you come over? Là tới, nghĩa là tới đây đó, tới đây hay tới nhà tôi, đại khái như vậy. Could you come over to my house? To see her, thấy như vậy. Qua đây, tới đây, và qua đây, khái như vậy. Drop by có nghĩa là tôi ghé qua, ok, tôi ghé qua. Ok, không chọn thì tụi mình chọn, ok. Bây giờ á, cho cả 12 thì luôn, ok, các anh chị dùng cái kiểu mình cho các anh chị một câu và các anh chị muốn dùng thì nào cũng muốn phải chọn thì cho nó đúng. Okay, hiểu không nào? Bắt đầu nha. This one right here. Okay, đây là quá khứ. All the journalists read newspaper when I enter. Tất cả những cái ký giả, phải không? Thì đọc báo khi mà tôi tới, phải không? Dịch vậy phải không? Đây là quá khứ. Quá khứ. The journalist, journalist, số nhiều phải không? Were reading, very good. Nghĩa là past continuous and past tense phải không? Were reading. Không phải we are nha. What is your name? Không phải we are mà là were. Số nhiều nha các anh chị, word reading and enter. Enter ed phải cho cái ending sau đi please. T entered hay là d entered hay là it enter it. Yeah, nó là d, nhớ cho cái ending sau nha các anh chị, mình ôm luôn. Học với Tiểu My là mình làm 3-4 chuyện một lúc. Ok, that's good.
Next one. Đây là tương lai. Breakfast is from 8 to 10. So at 9, we have breakfast. Breakfast thì nó serve from 8 giờ tới 10 giờ. Vì thế lúc 9 giờ, chúng tôi ăn breakfast. Đây là tương lai. Tại sao we've been having will trước rồi tới động từ to have rồi mới tới động từ to be, thấy không? Nếu mà nói theo yes, cẩn thận nha các anh chị. Câu tiếng Việt mình dịch vậy nè. Breakfast thì nó serve from 8 tới 10 giờ. Nghĩa là nó có từ 8 tới 10 giờ. Vì thế lúc 9 giờ chúng tôi sẽ đang ăn sáng. Mình phải dịch như vậy. Chúng tôi sẽ đang ăn sáng, phải không các anh chị? Right. Sau đây mình sẽ nói làm sao? We've been having đúng không? Hả? Khi mà các anh chị dùng cái động từ to be mà ở cái past perfect á, I mean past participle, phải có cái động từ to have đi theo. Okay? Will have been. Okay? Chém gió. Các anh chị học thì riết, các anh chị lỡn luôn. Chém gió đó, cái màu xanh nó nổi thì thôi á. Phải đánh cái màu xanh cho người ta biết mình sai, biết không? Phải không? Khi mà cái chữ been á, okay, thì phải có cái động từ to help detail. Đồng ý không? Chém gió, phải không? I have been, he has been, phải không? Phải có cái động từ to have detail, right? Will have been having. Okay, now. Tại sao các anh chị làm nó rắc rối dữ vậy hả? Hả? Tại sao only you, tại sao nó rắc rối dữ vậy hả? Tại sao mình nói là will have been having? Có hai trường hợp. Okay. Các anh chị dùng cái perfect cũng được. Future perfect. Future perfect continuous cũng được, với một điều kiện. Là điều kiện gì? Các anh chị muốn show off làm cho người ta biết là mình học mình dùng thì rất là rắc rối, cho người ta bị loạn sa ngầu hết. Angry Tiger, could you change your color phone color please? Right, okay. Chỉ một cái điều kiện là mình biết chắc chắn là mình vẫn còn tiếp tục ăn sau 9 giờ. Mình biết chắc chắn mình ngồi ăn hoài, chừng nào hết đồ ăn của người ta thì thôi. Thế okay. Thì mình sẽ dùng cái thì đó. Thế okay. Còn mình chỉ nói lên cái một cái sự tới cái giờ đó đó, tôi vẫn còn ăn. Còn ăn nữa hay không thì tôi không biết. Tại vì nó sượt từ 8 giờ tới 10 giờ. Mình dùng cái thì perfect có nghĩa là chỉ một cái sự việc đã. Có nghĩa là ít nhất mình cũng ăn khoảng 8 giờ hay là 8 giờ 15 hay 8 rưỡi gì đó, phải không? Đồng ý không nào? Và tới lúc 9 giờ mình vẫn còn đang ăn, phải không các anh chị?
Thường thường các anh chị ăn một cái buổi 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 điểm tâm các anh chị thích bao bao nhiêu lâu? How long it take for the breakfast, for breakfast? Hả? Có ai ăn cả tiếng đồng hồ không? Ăn tiếng rưỡi luôn hả? Giỡn hoài. Ở bên này, ở bên Mỹ này sáng ta đi làm ta không có giờ ăn sáng rồi đó các anh chị. Ngay cả những người làm trong office cũng vậy. Họ vô thường thường họ có donut rồi này kia, họ có cake đồ này kia, coffee này kia, nhưng mà chỉ take about 15 or 30 minutes the most. Phải không? Còn mấy người mà làm ở dưới floor đó, mấy người mà họ đi làm ở dưới floor là họ làm tay chân hay họ làm assembly đồ này kia đó. Sáng nhiều khi không có giờ mà ăn sáng nữa đó. Ok. Ở đó mà ngồi đó mà ăn 1 tiếng đồng hồ. Và mình đang học về English thì mình phải theo phong tục của người Mỹ, ok, của người ngoại quốc, chứ không phải ngồi nha, không phải người Việt Nam sáng ra quất tô hủ tiếu, quất tô phở rồi chạy qua hàng chè ăn thêm chén chè rồi này kia kia nọ, dứt dĩa cơm tấm gì tùm lum hết trơn, thích cả tiếng đồng hồ. Mình phải nói cái sự việc mà nó reality, có nghĩa là thực tế nha các anh chị, right? Thành ra ở đây đó mình đã ăn từ 8 giờ hoặc là 8 giờ mấy rồi, 9 giờ là cả tiếng đồng hồ rồi, ít nhất cũng 45 phút rồi, phải không? Thành ra mình có chua là mình sẽ ngồi đó ăn hoài không? Thành ra đây các anh chị đừng có dùng cái thì rắc rối là will have been having breakfast. Phải không các anh chị? Right? Thành ra mình chỉ dùng cái thì hiện tại là đủ rồi. Hay là ít nhất là qua perfect là cũng được rồi. Phải không nào? Ha? Phải nói sao cho nó make sense mới được. Okay. So đây mình sẽ nói là will be having. Right? Will be having. Hay là quá lắm là mình nói là will have gì? Quá lắm là mình dùng perfect là will have will have had, okay? Phải không các anh chị? Will have had là perfect. Còn không thì là continuous. Hai cái thì đó là đúng nhất. Nhưng mà mình nên dùng cái will be having, okay? Lừa gì lừa? Sai bét rồi đổ thừa nữa hả? Anh chị hiểu chỗ này không nào? Anh chị hiểu không hả? Đừng có dùng cái thì rắc rối. Mình phải nắm vững hay là mình phải biết cái situation nó làm sao, ok? Will be having. Cái này là future continuous, ok? Future continuous. Rồi, đồng ý không nè? Còn mà mình dùng will have been having thì nó so funny. Nghĩa là sau 9 giờ mình cứ ngồi đó ăn tiếp, ăn đến chừng nào hết đồ ăn của người ta thì thôi. Phải không nè? Mình đã ăn cả 45 phút sáng rồi mà còn đòi ăn nữa. Right? Làm rồi đâu, làm rồi. Ok rồi, nhớ say yes nha. Không thôi ngồi nói hoài cho biết. Câu này nha, câu này. Sorry, but she not go out with you tonight. Dạ, cái này làm rồi hôm bữa, nhưng mà ôm lại chút xíu. Cái này cũng là future nha. Giờ qua cái past cho các anh chị đi. Future nha, ở đây là future, okay, future. Future. Is not going.
Tại sao là is not going, các anh chị? I don't understand right here. Tại sao is not going? Huh? Tại sao is not going, các anh chị? Huh? Tương lai tại sao không có chữ will? Hả? Tương lai tại sao không có chữ will? Sao biết chắc chắn? Hả? Sao biết chắc chắn? Chừng nào cô ta nói mới là chắc chắn. Còn mình nói mà, mình chỉ đoán như vậy. Hay là mình nghe cô ta nói với mình thôi. Nhưng mà có thể cô ta thay đổi, mình đâu có biết được. Hả? Phải không các anh chị? Phải không? Phải không? Chừng nào mà chính cái miệng cô ta nói cái sự việc đó mới chắc chắn. Các anh chị nhớ lúc nào mình phải based on the subject. Okay. And các anh chị dùng cái thì is. I'm sorry. Bây giờ bỏ chữ not đi, ok, bỏ chữ not đi. Is going. Ok, bỏ chữ not đi. Cái này đâu có phải là tương lai đâu. She is going. Ok. She going out đi. With you tonight. She is going out with you tonight. Cái này khi nào mà mình biết là cô ta đó chắc chắn không có đi với bạn tối nay thì mình mới được dùng cái này. Còn cái này mình chỉ nghĩ hay là mình nghe cô ta nói với mình thôi. Nhưng mà later on maybe cô ta không, cô ta thay đổi, phải không các anh chị? Chừng nào chính miệng cô ta nói mình mới biết được. Right? Ý cái này Tiểu My chưa nói gì về. Các anh chị hiểu điều này phải không? Thành ra ở đây even mình có nghe cô ta nói với mình đi nữa, mình cũng nên be carefully, có nghĩa là phải cẩn thận. Thành ra mình dùng chữ will là tốt nhất. Ok. Cho tương lai đó. She will, right? She will go out with you tonight. Cái như vậy. Còn không nữa là mình dùng cái thì này còn hay hơn nữa. Okay. She be hay là she will not going out. Thường thường người ta dùng cái thì continuous ở thì tương lai như vậy nè. She will not going she will not. She will not be. Okay. Going out with you. Mình dùng cái thì này là hay nhất. Okay. Có nghĩa là tối nay cô ta sẽ không có đi với bạn đâu. Cô ta sẽ không có đang đi với bạn đâu. That's right. Only you. This is the future continuous. Okay. This is the future continuous. Nghĩa là ngay cái thời điểm tối nay đó cô ta không có đang đi với bạn đâu, đừng có ham. Thay vì mình nói she will not going out, she will not go out with you. Nó nghe không có hay bằng she will not be going out with you. Nó nghe sống động hơn. Thường thường mình dùng cái continuous nó nghe sống động hơn. Yeah, she will not go là nói thường thôi. Tối nay cô ta sẽ không đi với bạn đâu. Một cách nói khác nữa, tối nay cô ta sẽ không đang đi với bạn đâu. Okay.
Anh chị hiểu không? Có hai cái thì đúng là future simple and future continuous. Mình dùng cái future continuous nó nghe sống động hơn, mình tưởng tượng được hơn. Okay. Rồi, say yes rồi nha. Đây là mình đang nói về future, future hình như các anh chị hơi confused thì phải. The mechanic repair the car by 5 o'clock. Đây là future nha. Cái người thợ máy sẽ sửa chiếc xe trước 5 giờ. Sửa chiếc xe xong trước 5 giờ. Chứ by đây là before nha. Đây dùng thì gì các anh chị? Yeah, will help repaired. Phải không? Will help repaired. I mean by 5 o'clock. Express the idea or the action that something will occur before another action in the future. Phải không các anh chị? Nghĩa là trước 5 giờ thì cái người thợ sẽ sửa chiếc xe xong. Ở đây mình phải hiểu là sẽ sửa chiếc xe xong đó. Thành ra mình dùng cái perfect nó nghe hay hơn. Phải không? Ổng đã và đang sửa chiếc xe xong trước 5 giờ. Mình dùng cái thì hiện tại cũng được, cái thì future simple cũng được, nhưng mà nó hay không có hay. Nghĩa là mình phải hiểu là thí dụ bây giờ là 3 giờ, right? Hiện giờ là 3 giờ, phải không? Thì ổng đang sửa chiếc xe đó, nhưng mà cái sự việc nó xong thì nó chưa có xảy ra. Phải không các anh chị? Thành ra đây mình dùng thì perfect diễn tả một cái hành động là ổng đang sửa chiếc xe nè, ổng đang sửa đó. Okay. Ổng đang sửa và ổng sẽ vẫn còn tiếp tục sửa cho xong trước 5 giờ. Anh ở đây mình phải dùng cái thì perfect nghe hay hơn. Phải không? Will help repaired. Tại sao dùng cái passive ở đây? Gen chen võ. Các anh chị nói thiệt nha, nếu mà các anh chị không có nắm vững grammar giống như Tiểu My là các anh chị bị tẩu hỏa đó. Okay. Tiểu My mà không nắm vững á hả? Tiểu My tẩu hỏa với các anh chị luôn á. Tại anh chị, các anh chị dùng hết chiêu này tới chiêu kia. Đồng ý không nè hả? Nếu mà cái Tiểu My mà không nắm vững là Tiểu My tẩu hỏa với các anh chị luôn á, phải không? Right. Thấy không? Chính các anh chị còn tẩu hỏa mà Tiểu My mà không sáng suốt là Tiểu My tẩu hỏa theo các anh chị luôn á. Phải không? Phải biết cách trị các anh chị mới được. Tại sao phải dùng cái passive ở đây? Ai đó? Tại sao phải dùng cái passive ở đây? Chen chen á, chen chen á. Hả? Cho cái đó nữa. Chán các anh chị thì thôi á. Cái này mình có cái chủ từ, mình có cái người làm cái sự việc đó là action rồi. Okay. Action rồi. Không có cần dùng cái passive ở đây. Nếu dùng cái passive thì mình phải nói ngược lại. The car, phải không? Phải không? Có người làm chủ cái hành động rồi, không cần phải dùng cái passive. Mà nếu dùng cái passive thì các anh chị đổi lại câu này thành passive thì đổi làm sao? Cái xe này nó được sửa bởi cái người thợ máy, các anh chị đổi làm sao hả? Lấy cái túc từ làm cái chủ từ, cái luật các anh chị nhớ không? The car đem ra phía trước, phải không? Right. Rồi nếu mà future thì mình dùng chữ will, phải không? Future mà, future, future.
future. Dùng chữ will, please. Mình đang nói về future. Will thì động từ to have phải trở về nguyên mẫu, phải không? Yeah. Will have been, phải không các anh chị? Thôi đi, không chịu chơi với các anh chị nữa, các anh chị dở thì thôi á. Yeah, will have been repaired. Okay. Cái động từ theo thứ tự nè, động từ to will trở động từ là will, rồi mới tới have, rồi mới tới be. Các anh chị nhớ điều này nha. Will, rồi mới tới have, rồi mới tới be. Ý là giữ vậy đó mà các anh chị cũng chán các anh chị quá đi. Yeah, will have been repaired. Okay, will have been repaired. Rồi, thôi bây giờ làm tiếp đi. I tell you what, okay? Let's do this way. I mean, let's do my way then. Tuần tới á, biết không? Các anh chị. Các anh chị bị tẩu quả hết trơn rồi. Bây giờ nó như gì nè? Khi tuần tới á, mình sẽ làm bài tập từ từ, okay? Hiện tại trước, rồi quá khứ, rồi mới tới tương lai. Okay? Mình phải nắm vững cái nào, nắm vững một cái đi, rồi mình mới học qua cái khác. Cái học về grammar cũng giống như học toán vậy các anh chị. Các anh chị chưa có nắm vững cái present thì các anh chị không có thể nào qua cái past được hết trơn. Giống như là mình chưa có biết làm toán cộng thì mình không thể nào làm toán trừ được hết trơn á. Cũng giống như là mình chưa có học về danh từ thì mình không thể nào học động từ được hết trơn á. Tại sao như vậy? Tại vì thường thường động từ thì phải có ai làm chủ cái hành động đó, phải không? Mà ai đó là danh từ rồi, phải không các anh? Thành ra mình chưa có học danh từ, không thể nào mà mình học động từ được. Và khi mà mình chưa có học động từ thì không thể nào mình học tính từ được. Thế okay. Anh chị đồng ý điểm này không? Anh đã có nhiều người nhảy vô room nói, nói gì chẳng từ đi. No way. Bạn có biết về tính từ chưa? Chưa biết. Bạn biết động từ chưa? Chưa biết. Bạn biết về danh từ rành chưa? Chưa biết. Vậy mà đòi học chẳng từ, quýnh cái chết bây giờ. Ok. Đồng ý hơn nè. Thành ra tuần tới vô, ok, mình sẽ làm bài tập về present tense. Đến chừng nào mà các anh chị la là ô cô, thôi thôi qua bên past đi, present em thuộc lòng rồi, em biết rành rồi, ok. Cái future là cái khó nhất. Các anh chị chưa có nắm vững cái past thì làm sao mà qua future được, phải không nè? Hả? Mình làm bài tập nha. Còn bài học thì mình đã học rồi. Mình học cả 12 thì là mấy tháng trời rồi. 6 tháng chưa? Không ôn nữa. Không ôn nữa. Các anh chị phải qua một vòng rồi á, rồi mới trở lại. Chứ còn bây giờ mà ngồi đây ôn 12 thì cho các anh chị chắc chết quá. Sau cái bài, sau những cái thì này rồi đó là mình sẽ học I know, let me see. Oh yeah, mình chuẩn còn giờ. Sẵn đây còn 15 phút để mình cắt nghĩa cho các anh chị everything cho rồi đi. Let me go over my outline. Các anh chị chưa học danh từ là các anh chị miss one. Các anh chị chưa học article là các anh chị miss two. Các anh chị chưa học pronoun là các anh chị miss three. Nghĩa là các anh chị bị miss là gì ta? Bị lost á, bị bỏ sót á, bị bỏ lỡ đó. Dạ, các anh chị đã bỏ lỡ ba cái bài đó rồi. Mà các anh chị biết một bài đó là cả tháng trời mới xong một bài. Các anh chị bỏ lỡ ba bài đó rồi. Và cái thứ tư đó là the verb. Okay.
Sau cái bài article, noun and pronoun là tới the verb là động từ là mình đang học đó. Thì trong cái bài động từ đó thì mình sẽ học mấy cái phần này để Timmy post ra cho các anh chị biết, các anh chị đã bỏ lỡ bao nhiêu luôn, ok? Cả 50 dòng lại. Mình đang học về động từ. Thì động từ trước nhất đó, các anh chị sẽ học cái definition. Timmy bring cái outline cho các anh chị thôi, để coi các anh chị bị bỏ lỡ bao nhiêu về cái bài động từ nha. Cái thứ hai đó là last of verb. Bao nhiêu loại động từ? Có bao nhiêu loại động từ các anh chị? Hả? Có bao nhiêu loại động từ? Yes, có 3 loại, phải không? Có 3 loại, right? Thì thứ nhất đó là action, ok? Trong cái action thì mình học về cái transitive. Và mình học về cái intransitive. Ok. Đó, trong cái action thì mình học hai cái loại này. Loại thứ hai là mình gọi là linking. Ok, linking. Và loại thứ ba là mình gọi là helping hay là auxiliary verb, là trợ động từ. Ok. Đó là ba loại động từ. Đó là cái phần classes of verb. Rồi cái phần kế đó nữa là verbal. Verbal thì mình gọi nó là động từ giả. Cái động từ giả này thì nó cũng có ba loại. Thứ nhất là during. Thì mình bring cái outline cho các anh chị đó. Outline là cái đề mục á, phải không? Thì mình không biết dịch. Nghĩa là trong cái bài động từ các anh chị phải học mấy cái phần này đó. Cái thứ hai là the infinitive. Okay, và cái thứ ba của verb là participle. Okay. Đó, nếu mà các anh chị chưa học những phần này coi như các anh chị miss rồi. Rồi sau cái verb đó thì mình sẽ học về forms of verbs. Form là động từ, nó những cái yếu tố nào để nó support cho cái động từ. Thì yếu tố thứ nhất là number of a verb, là động từ số ít hay là số nhiều. Cái thứ hai là person, person của động từ, person of the verb có nghĩa là ngôi thứ của động từ. Ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba, động từ ngôi thứ ba thêm s phải không các anh chị? Đại khái như vậy là mình học trong cái phần này là person, ok? Và hiện bây giờ mình đang qua cái phần tense. Tense là các thì của động từ, thì dĩ nhiên mình có 12 thì. Ok? Thì thứ nhất là 4 thì simple. Simple present, simple progressive, simple perfect and simple perfect progressive, right? Cái thứ hai là mình học past, right? Past, simple past, past progressive, past perfect and past perfect continuous, right? Đó là bốn thì past tense. Rồi tới bốn thì future. Thì mình có simple future, simple progressive, simple perfect and simple perfect progressive, đúng không? Và tất cả là 12 thì. Và mình đã chấm dứt ngay cái điểm này, right? Sau đó thì mình sẽ học qua voice of a verb. Voice là gì? Là mình nói chuyện ở trong cái thể, trong cái thể mà action, chủ động, hay là mình nói trong cái thể là bị động, là passive. Thì hy vọng tuần tới mình sẽ học cái này. Nếu mà các anh chị không còn muốn làm bài tập để ôn về các thì mình sẽ học cái phần này. Ok, tuần tới. Rồi phần chót của cái bài động từ là mood of a verb. Mood of the verb là gì các anh chị? Là thái độ khi mà mình nói chuyện đó. Ok, cái thái độ khi mà mình nói, cái hành động khi mà mình nói chuyện nó ra làm sao. Thí dụ như là
indicative, có nghĩa là mình nói một cách bình thường thôi. Mình mention một cái vấn đề gì đó ra đó thì mình nói trong cái thái độ này. I go to school. Không giận dữ, không đại khái như vậy, nghĩa là mình mention một cái vấn đề ra. Thế. Okay. Và cái một cái thái độ khác nữa là mình ra lệnh. Ok. Mình ra lệnh. Open the door for me. Đó là imperative. I open the door là indicative. Còn open the door for me đó là imperative. Ok. Và một cái thái độ cuối cùng là mình nói là những cái điều mà mình nói không có thật á, mình mơ ước đồ này kia đó, mình nói không có mình hy vọng nó như vậy đấy. I hope I see you. Hay là if I have money I give it to you. Là khái như vậy. Là nói giống như là cái substantive mood nên nó gần giống như là cái conditional. Là điều kiện cách đó. Nó vừa là điều kiện mà nó cũng vừa là cái vấn đề mà mình nói mà nó không có thật đó. Mình ước muốn tưởng tượng, mơ ước đại khái như vậy. Đó là ba cái thái độ khi mà mình mở miệng ra mình nói, thì bất cứ một câu nói gì nó cũng nằm trong một trong ba cái thái độ này. Và cái trường hợp này, I mean, right? Đó, thì so far là mình học tới các thì đó. Okay. Và cái bài động từ này nó còn mấy cái phần sau này, nó còn hai cái phần sau này như vậy. Ok. Rồi một chuyện nữa. Sau cái bài động từ thì mình sẽ học tới tính từ. Đó không các anh chị? I am ready. Phải không? Theo thứ tự động từ rồi tới tính từ, phải không? Khi là động từ rồi tới chẳng từ. Hai cái tính từ chẳng từ nó gần giống đi chung với nhau. I sing well. Phải không? Sau động từ tới chẳng từ, hoặc là sau động từ tới tính từ, phải không? Nhưng mà Tiểu My muốn các anh chị học tính từ trước. Thế tại thường thường mình gặp tính từ nhiều hơn là chẳng từ. Right? Rồi sau tính từ, chẳng từ, rồi tới giới từ. I have my I lay my book on the table. I lay my red book. Ví dụ gì đi. Thì các anh chị thấy theo thứ tự, phải không? Tính từ nó sẽ là giới từ, là on, right? Phải không? Là giới từ. Rồi sau giới từ thì mình sẽ học tới gì? Mình có giới từ rồi là mình có một câu rồi, đồng ý không các anh chị? Mình có một câu rồi, right? Rồi các anh chị coi câu này. I lay my book. Khá như vậy đi. Very good. Okay. And leave the room. I lay my red book on the table and leave the room. Sơ kế đó là chữ and, phải không các anh chị? Khi mà mình có một câu rồi thì mình sẽ học tới cái liên từ để mình nói câu này qua câu kia. Anh chị thấy không? Thấy rõ ràng không? Mình nói câu này qua câu kia. Right? And that, sau cái giới từ mình sẽ học liên từ. Ok? Right? Có tất cả mấy từ các anh chị? Có tất cả mấy từ? Now là một nè. Okay. Có tất cả mấy từ? Now là một nè. Okay. Pronoun là hai nè. Phải không?
Verb là 3 nè, right? Adjective là 4 nè. Right? Adverb là 5 theo thứ tự nha các anh chị, mình làm theo thứ tự nha. Adverb là 5 nè, right? Sau adverb là gì? Conjunction là 6 nè. I mean preposition. Thank you for reminding me. Rep là 6 nè, phải không? Rồi tới gì? Conjunction nè, phải không? Là 7 nè. Right? Conjunction. Ok, là 7 nè. Rồi cái gì nữa? Interjection. Interjection, right? Phải không? Interjection là tháng từ. Thí dụ mình nói oh, gee, wow. Đó không? Đó là tháng từ. Mình có tất cả là 8 từ phải không các anh chị? Right. How là gì? How nó nằm trong gì? Ha. Huh? How đâu phải là tháng từ là gì hả? Tháng từ là những cái câu mà những cái câu mà ta tháng á, những cái câu ta tháng á, và là interjection là những cái câu oh my god hay là gee hay là wow, hurry 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 là khái như vậy. Các anh chị có bao giờ nghe nói hurry, wow, đại khái đó là hurry up. Yeah, đó là những cái interjection. Ok. Thành ra các anh chị thấy sau khi mình học về conjunction là liên từ rồi, thì mình sẽ học cái từ cuối cùng là interjection. Rồi sau đó thì mình sẽ học từ 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 cho hết luôn. Phải không? Phải không? Sau 8 từ đó là mình sẽ học từ từ. Nói chơi thôi. Sau khi mà mình học 8 cái từ đó rồi, conjunction là liên từ, giống như chữ and, chữ but, chữ so, cái như vậy. Nghĩa là liên từ là hai cái, là cái chữ mà để nối lại hai cái câu lại với nhau, chữ or. Các anh chị có nhớ cái gì nè? Thôi cái đó tính sao. Rồi khi mà các anh chị học 8 từ rồi đó thì mình sẽ ráp lại thành một câu phải không các anh chị? Đồng ý không nè? Right? Mình học những từ rồi mình ráp lại thành một câu. Thì sau khi mình học 8 từ này rồi đó thì mình sẽ học qua là cái gì? Là cái phrase. Phải không? Ok, Tiểu My nói cái chương trình học trong cái room này với Tiểu My, ok? Cái phrase, viết cái chữ thường đi. Right, phrase là gì? Là những cái cụm từ, là cái cụm từ mà nó không có động từ ở trong đó, mình gọi nó là cái phrase. Thí dụ mình nói in the morning, đây là cái phrase, cái không có động từ ở trong đó. Thế là the girl with glasses. The girl with glasses không có động từ trong đó. Phải không các anh chị? Đó là cái phrase. Sau cái phrase rồi mình sẽ học cái clause. Cái clause là cái mệnh đề, cũng là một cái cụm từ, nghĩa là có những cái từ hợp lại với nhau thành một cái câu và nó đủ nghĩa, nghĩa là nó có động từ trong đó. Thí dụ như là I go to school, cái gì vậy? Ok, đây là cái clause. Right? Nghĩa là cũng là cụm từ nhưng mà nó có động từ ở trong đó.
Rồi sau khi học phrase tức clause rồi đó thì mình sẽ học tới sentence. Sentence có nghĩa là có thể là single one, cũng có thể là compound one. Có nghĩa là một cái câu, mình học gì câu, nó cũng giống như cái clause nhưng mà nó đủ nghĩa hơn cái clause, nhiều khi nó cũng chưa có đủ nghĩa lắm. Okay. Sau cái phrase, cái clause rồi tới cái sentence. Right. Thì sau cái sentence đó, thì mình sẽ học tới cái gì? Punctuation. Punctuation. Punctuation là gì? Punctuation là cách để giấu vô trong cái câu. Mình phải biết làm câu rồi, rồi mình mới học cái cách để giấu. Khi nào mà để dấu chấm, khi nào để dấu phẩy, cái như vậy, khi nào semicolon, cái như vậy. Nghĩa là cách mình để dấu vô. Và khi mà mình biết cách để dấu vô là mình đã hoàn thành một cái câu. Phải không? Đó là cái chương trình học ngữ pháp với Tiểu My trong room này. Thành ra phải đợi xong một vòng rồi mới trở lại cái bài đầu là article. Okay. Cái gì mà chĩa súng gì tùm lum hết vậy? Bắn tôi nè. Bắn ai vậy? Bắn Tiểu My nè. Cười. Okay. Bắn ai vậy trong room này nha? Đang học các anh chị đừng làm gì hết. Muốn làm gì làm Tiểu My nè. Okay. Bắn Tiểu My nè. Hẹn hò hay cái gì đó làm Tiểu My nè. Chửi ai ấy, đừng chửi ai, chửi Tiểu My nè. Okay. Còn chọc cũng vậy nữa, đừng chọc ai hết trơn nha, chọc Tiểu My nè. Okay. Nhớ nha. Nha, yeah, ghét thì thôi đi á. Okay, and that's it for today and I'll see you tomorrow, okay? Ờ, ngày mai mình không có học ngữ pháp nữa nha, thứ hai, thứ ba ngữ pháp. Thứ tư, thứ năm là học basic English, nghĩa là học học nói chuyện nè, học viết nè, học đọc nè, học nói nè, học nghe nè. Đó là thứ tư, thứ năm. Okay. Yeah. Thứ tư, thứ năm là học như vậy á. Okay. Có nghĩa là mình học một chữ, mình phải biết đọc cái chữ đó làm sao, mình phải biết viết chữ đó làm sao, mình nghe cái chữ đó mình phải hiểu, và mình phải biết nói, áp dụng cái chữ đó để nói chuyện. Okay. Chịu chưa nào? Hả? Cái gì mà difficult? Turtle? Con rùa? Nhưng mà nickname con rùa là đúng rồi. Vô chậm thì thôi đó, vô chậm tiêu thì thôi đi đó. Thôi đi, 4 ngày rồi, cho người ta nghỉ chứ. Nghĩa là dắt không còn giọt máu. Number 3, 5, 7. Cho người ta nghỉ chứ. Quýnh cái chết bây giờ. Cái đó bụng quá à. Bây giờ các anh chị đi ngủ hết đi. Để mình đi ăn. Ok. Chúc các anh chị ngủ ngon nha. And chúc các anh chị khác mỗi ngày mà đem bình an vui vẻ. Ok. Bye các anh chị. I'll see you tomorrow. In the same room and at the same time, 8 o'clock p.m. okay, Vietnam time. Okay, bye các anh chị.